Chương 790, Kỳ Sơn lão tổ tiểu thất khóe miệng hiện lên một nụ cười, thật đúng là để mắt tới mình, bất quá quả thực là tìm chết, Bảo Bảo ngốc manh nháy mắt một cái, đạo ca ca. Người không tin Bảo Bảo sao, bên ngoài thật có quỷ, Bảo Bảo rất sợ hãi, tiểu thất sờ một cái tiểu tử, nhẹ giọng nói, Bảo Bảo không sợ, thật ra thì bên ngoài không có thứ gì, ca ca xấu. Không tin Bảo Bảo mà nói, tiểu tử chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng tại tiểu thất trong ngực lăn lộn, tiểu thất đem Bảo Bảo đặt ở trên vai, chậm rãi đứng lên, sau đó đóng cửa lại. Theo trong túi sách xuất ra một đạo linh phù dán tốt đi tới xó xỉnh ôm Bảo Bảo tên tiểu tử này ngủ, phía ngoài phòng, hồ ly tam muội nhị ca quỷ dị xuất hiện. Trong mắt của hắn dâng lên hung quang, bàn tay vung lên, một cỗ vui vẻ lên, nhưng mà, lần này môn nhưng là chưa mở, hắn hồ nghi nhìn một chút, lại huy động hai cái, môn vẫn không nhúc nhích. Phút chốc, hắn trực tiếp đưa tay muốn đem cửa đẩy ra, nhưng mà, môn đột nhiên phát ra một trận kim quang, một cái thái cực âm dương đồ xuất hiện tại khung cửa ở giữa xoay chậm chậm. Hồ ly tam muội nhị ca cả kinh, thật nhanh lui về phía sau, hắn đại hống đại khiếu, đưa tới cái khác hồ yêu súng lại, thấy trên cửa thái cực âm dương đồ, đều là mặt liền biến sắc. Có hai cái tuổi hơi lớn hồ yêu, kinh thanh hô, nhanh đi mời lão tổ đến, nơi này có phong yêu sư, chuyện gì xảy ra, hồ ly tam muội cùng nàng đại tỷ đi tới, đạo. Nơi này có phong yêu sư, hồ ly tam muội nghe nói như vậy, lập tức phản bác, hắn không phải phong yêu sư, hồ tiên nương nương đã đều giúp hắn chữa thương, nếu như hắn không phải phong yêu sư. Thái cực âm dương đồ này làm sao tới, tất cả mọi người đều rõ ràng, ở trong phong yêu đại trận. Chỉ có phong yêu sư mới có năng lực như vậy. Hồ ly tam muội đại tỷ nhìn chằm chằm trên cửa thái cực âm dương đồ nhìn một hồi, nghiêm túc hỏi tam muội. Hồ tiên nương nương quả thật giúp hắn chữa thương sao, đại tỷ là thực sự tam muội, người lúc trước hướng tiểu kỳ sơn mang một ít không quen biết yêu rồi coi như xong. Lần này vậy mà mang về một cái phong yêu sư, nếu để cho lão tổ biết rõ, khẳng định không tha cho ngươi, hồ ly tam muội nhị ca ở một bên quạt gió thổi lửa, hồ ly tam muội thở phì phò nói. Hắn không phải phong yêu sư, các ngươi nếu là không tin, ta gọi hắn đi ra đối chất, hắn là ngươi cứu trở về, khẳng định ngươi nói cái gì là làm cái đó, đại tỷ. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hồ ly tam muội đại tỷ trầm tư phút chốc, đạo, nếu như hắn thật là phong yêu sư, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, cho nên, hay là mời lão tổ đi ra, đúng. Đối với, mời lão tổ đi ra, từng cái hồ yêu mồm năm miệng mười nói, hồ ly tam muội đại tỷ lật tay xuất ra một cái lệnh bài, phía trên phác họa rất nhiều cao thâm đường vân. Chung quanh hồ yêu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm lệnh bài, hồ ly tam muội đại tỷ phá vỡ ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào trên lệnh bài, vo ve, lệnh bài rời khỏi tay. Ở giữa không trung thật nhanh xoay tròn, phát ra tiếng ông ông vang, hồng ti theo lệnh bài trung bắn ra, dần dần tại giữa không trung hội tụ, rất nhanh chính là hóa thành một đạo hình người. Đợi quang hoa tản đi, một đạo nữ tử thân ảnh nổi lên, đàn bà kia mặc hoa lệ áo quần, nàng dung mạo vô cùng quyến rũ, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, đều câu nhân tâm hồn, lão tổ. Vây quanh hồ yêu toàn bộ quỳ dưới đất, cung kính hô, hồ ly tam muội đại tỷ xuất ra lệnh bài, là hồ yêu lão tổ đưa cho tổng cộng cho ra hai quả, một quả lệnh bài tại hồ ly tam muội trong tay. Tại sao cái khác hồ yêu không có, bởi vì hồ ly tam muội bọn họ là lão tổ hậu duệ trực hệ, nữ tử nhìn quỳ dạp dưới đất tộc nhân, phất phất tay, tất cả đứng lên đi, nói đi. Tới tìm ta có chuyện gì, hồ ly tam muội đại thì đem đầu đuôi gốc ngọn đem sự tình báo cho biết lão tổ, sau khi nghe xong, hồ gia lão tổ ánh mắt rơi vào khung cửa lóe lên thái cực âm dương đồ lên. Bàn tay nàng vung lên, một vệt tử quang giải khai cửa gỗ, đột nhiên, một đạo tiếng leng keng vang lên, vẻ hàn quang theo nhà gỗ bắn ra, hồ yêu lão tổ thêu bào vung lên, đem hàn quang ngăn cản đi. Tiếng bước chân vang lên lên, tiểu thất thân hình chậm rãi xuất hiện, hồ yêu lão tổ ánh mắt cũng không ở trên người tiểu thất dừng lại, mà là nhìn chằm chằm tiểu thất trường kiếm trong tay.
Hồi lâu, nàng mất tiếng la lên, thất tinh long tuyền kiếm, hồ ly tam muội cả kinh, ngay sau đó mờ mịt nhìn bên người sắc mặt ngưng trọng lão tổ, hồ yêu lão tổ cũng không để ý tới. Chỉ là ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm tiểu thất, sau đó tay cánh tay mở ra, đem sở hữu hồ yêu ngăn ở sau lưng, thanh âm lạnh như băng theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi không phải phong yêu sư, nhưng cũng là một cái tu sĩ, còn có trong tay ngươi long tuyền bảo kiếm đến từ đâu? Tiểu thất khẽ mỉm cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nếu không phải nói, hôm nay liền lấy cái mạng nhỏ ngươi, lão tổ, hắn thật không phải là phong yêu sư. Hắn là theo trên trời rơi xuống tới, hồ ly tam muội kéo hồ yêu lão tổ làn váy giải thích tam muội, lão tổ nói, hắn không phải phong yêu sư, nhưng cũng là một cái tu sĩ, đại tỷ. Thấy hồ ly tam muội vì chính mình cầu tha thứ tiểu thất thở dài một tiếng, chậm rãi nói, xem ở hồ ly tam muội ân cứu mạng, ta không cùng ngươi động thủ, chờ trời vừa sáng, ta sẽ tự rời đi. Có thể ngươi nếu là thật muốn buộc ta xuất thủ, ta cũng sẽ không lưu tình, trước mắt hồ yêu lão tổ cũng là một cái đại yêu, nếu như không là đại yêu mà nói. Tiểu Kỳ Sơn hồ ly chỉ sợ sớm đã bị những thứ kia có thực lực yêu cho qua phân, hồ yêu lão tổ Vi Túc Mi nhìn tiểu thất chợt lạnh giọng nói, ngươi tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu tu vi? Ta không có khả năng cho ngươi rời đi, ai biết ngươi có phải hay không phong yêu sư phái tới thám tử, tiểu thất lông mày nhướn lên, quả thật muốn động thủ, ngươi không muốn động thủ cũng được. Lưu lại thất tinh long tuyền kiếm, nghe vậy, tiểu thất cười nhạt, ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi là đi, hồ yêu lão tổ, ngươi cũng chỉ là một cái bình thường đại yêu mà thôi. Ta mặc dù không có 100% nắm chặt giết ngươi, bất quá, ngươi muốn giết ta, rất khó, vậy thì thử một chút, tiểu thất liếc hồ yêu lão tổ liếc mắt, chậm rãi đi tới hồ ly tam muội bên cạnh đạo. Đa tạ ngươi ân cứu mạng, ta cũng không gì đó có thể báo đáp ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, tùy thời có thể tìm ta, nói xong, tiểu thất viết ba đạo linh phù cho hồ ly tam muội. Này ba đạo linh phù chính là Mao Sơn truyền tin dùng, tiểu thất đã làm pháp, chỉ cần hồ ly tam muội vừa mở ra linh phù, là hắn có thể phát hiện. Gặp phải nguy hiểm liền mở ra linh phù, tiểu thất hướng cánh rừng đi tới, hồ ly tam muội đột nhiên vọt tới, nói. Ta mang ngươi xuống núi, đa tạ, hồ ly tam muội mang theo tiểu thất xuyên qua cánh rừng, nàng đại tỷ nhìn hồ yêu lão tổ, lão tổ. Tam muội có thể bị nguy hiểm hay không, ta theo đi tới bảo vệ nàng, hồ ly tam muội phụng bồi tiểu thất dưới đường đi rồi tiểu Kỳ Sơn, mà hồ yêu lão tổ theo đuôi phía sau. Thời khắc chú ý tiểu thất chiều hướng, bảo bảo ngồi ở tiểu thất bả vai, đầu vòng tới vòng lui, hiếu kỳ nhìn chỗ này, ta đi trước, đa tạ ngươi ân cứu mạng, dứt lời. Tiểu thất đi nhanh vào cánh rừng, hồ ly tam muội trợn mắt to nhìn tiểu thất dần dần biến mất bóng lưng, còn không phải nói, hồ ly tam muội ngốc khả ái, tâm cũng tốt. Hắn mang theo tiểu thất xuống núi, chính là vì phòng ngừa cái khác hồ ly âm thầm xuống tay với tiểu thất tại đen nhánh cánh rừng đi vài trăm thước, bước chân dừng lại, từ tốn nói. Hồ yêu lão tổ, đi ra đi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 791, Lan Nhược tự một ha ha quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể nhận ra được ta tồn tại, hồ yêu lão tổ thân hình chậm rãi xuất hiện. Tiểu thất nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, nếu như ngay cả ngươi đều không phát hiện được ta chỉ sợ đã chết chừng mấy hồi rồi, có gan, tiểu thất khoát tay một cái, đi theo ta gì đó. Ta nói, xem ở hồ ly tam muội mặt mũi. Không cùng ngươi động thủ, có thể ngươi gắng phải buộc ta. Ta cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút ngươi cửu vĩ linh hồ lợi hại, hồ yêu lão tổ quyến rũ cười một tiếng. Ta chỉ muốn biết trong tay ngươi thất tinh long tuyền kiếm là thế nào tới, một vị lão nhân đưa cho ta, lão nhân, hồ yêu lão tổ có chút không quá tin tưởng, tiểu thất nhíu mày. Ngươi quan tâm như vậy thất tinh long tuyền kiếm đến từ đâu, chẳng lẽ lúc trước cùng thất tinh long tuyền kiếm kẻ nắm giữ tồn tại gì đó không tầm thường quan hệ, hồ yêu lão tổ cười nhạt.
cái này thì không cần ngươi quản, ta lòng tốt nói cho ngươi biết một câu, này phong yêu đại trận, nhưng là rất nguy hiểm, tiểu thất không đáng đưa không cười một tiếng. Sau đó xoay người rời đi, có bảo bảo cái này nghịch ngợm càn quấy tiểu tử, dọc theo đường đi ngược lại cũng không buồn khổ, chỉ bất quá, không biết như thế nào ra ngoài. Quả thực là bó tay toàn tập, bảo bảo ngược lại không để ý những tình huống này, chỉ cần có thể bên người tiểu thất tiểu tử liền không có chút nào lo lắng, bất chi bất giác. Đã đi ước chừng 3 ngày, khoảng thời gian này, tiểu thất thương thế trong cơ thể cũng khỏi hẳn, hắn cũng thử nghiệm đi đến chỗ cao, nhưng mà phát hiện bầu trời bị một cỗ cường đại bình chướng ngăn trở, căn bản không thể đi ra ngoài, xem ra muốn đi ra phong yêu đại trận, còn phải tìm phương pháp khác, này rừng rậm rạp. Tựa hồ thật lớn không có một bên, không chỉ có như thế, đi 3 ngày vậy mà không có phát hiện một cái yêu, cái này cùng hồ ly tam muội cùng hồ yêu lão tổ từng nói. Hoàn toàn khác nhau mà bởi vì phong yêu đại trận linh lực mỏng manh, tiểu thất cơ bản không cách nào theo ngoại giới thu nạp linh lực, chỉ có thể dùng thái tuế. Dùng dư thừa linh lực đè xuống trong lòng cái loại này cảm giác đói bụng, bảo bảo ngồi ở tiểu thất bả vai, tiểu tử vuốt bụng nhỏ, đáng thương nói, ca ca. Bảo bảo đói, tiểu thất rút ra 3 trụ trống trời hương, ai ngờ bảo bảo vừa nhìn thấy trống trời hương, lập tức nói, bảo bảo không nổi tiếng, bảo bảo muốn ăn cơm. Muốn ăn đồ ăn ngon thức ăn, nghe vậy, tiểu thất đem trống trời hương thả lại túi vải, đạo, bảo bảo, ca ca cũng đói bụng, chỉ là nơi này không có thứ gì, hừ. Bảo bảo không để ý tới ca ca, tiểu tử quay đầu đi, nhưng tay nhỏ vẫn là ôm thật chặt tiểu thất đầu, lại đi mấy giờ, tiểu thất vô lực té xuống đất, hô lớn, ông trời già nha. Ban cho ta một cái yêu tinh đi, ta thật sự quá đói, bảo bảo chạy đến tiểu thất trên bụng, hoạt bát vài cái, sau đó nhỏ tiếng nói, ca ca, bảo bảo cũng đói bụng, tiểu thất đảo cặp mắt trắng dã. Cho ngươi hương ngươi lại không ăn, bảo bảo muốn ăn thịt ngươi nên được ưa chuộng, thịt là chúng ta ăn, tiểu thất cùng bảo bảo cãi vã kịch liệt lên, lại vừa là 3 ngày. Tiểu thất rốt cuộc thấy được vật kiến trúc, bước nhanh đến gần vật kiến trúc, phát hiện là một tòa ngôi miếu đổ nát, khi thấy ngôi miếu đổ nát phía trên bảng hiệu lúc tiểu thất ngẩn ra. Đặc biệt lại là Lan Nhược tự, có phải hay không còn có Niếp Tiểu Thiến nha, nói xong, hít mũi một cái, hắn ngửi thấy thịt nướng mùi thơm. Vốn là thờ ơ vô tình bảo bảo thoáng cái tinh thần tỉnh táo, mừng rỡ hô, ca ca, có thịt ta nghe thấy được mùi thơm, đi vào Lan Nhược tự, gặp được một đống lửa. Bên cạnh đống lửa ngồi lấy một cái tướng mạo có thể cùng chung quỳ sánh bằng người trung niên, hơi nhìn một cái nam tử tiểu thất cùng bảo bảo ánh mắt liền bị hắn lật nướng đồ vật cho hấp dẫn. Tựu tại lúc này, nam tử tay trái vung mạnh động, một vệt kiếm quang hướng tiểu thất trên vai bảo bảo bắn tới, yêu nghiệt phương nào. Còn không nhanh lên hiện ra nguyên hình, tiểu thất vung tay lên, đem kiếm quang đỡ ra, tại một con sông lớn đối diện, có một cái sân, mọc đầy hoa tươi. Một cái tay cầm phất trần hòa thượng đang ở cho hoa tươi tưới nước, khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, không nghĩ tới là ngươi nha, Yến Xích Hà xuất hiện. Kia lại để cho Hắc Sơn lão yêu đi ra cùng các ngươi chơi đùa, người đàn ông trung niên đem lật nướng đồ vật khác ở trên đống lửa, cầm lên một bên bảo kiếm, cặp mắt không giận tự uy. Ngươi là người nào, ngươi lại là ai, tiểu thất hỏi ngược lại, hừ ta là một đời phong yêu sư Yến Xích Hà, tiểu thất dưới chân không vững, lảo đảo lùi về phía sau một bước, sau đó cười lớn. Khe nằm Yến Xích Hà, ngươi cho rằng là Trục Thiên Nữ U Hồn nha, có phải hay không còn có Hắc Sơn lão yêu, ngươi cũng biết Hắc Sơn lão yêu, Yến Xích Hà nhướng mày nói, tiểu thất sững sờ. Thật là có Hắc Sơn lão yêu. Trong sân, nắm phất trần hòa thượng cười nhạt, lẩm bẩm nói, đây chính là tại Trục Thiên Nữ U Hồn, chỉ bất quá, lần này đạo diễn là ta, đây là một cái nắm phất trần hòa thượng. Yến Xích Hà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu thất bả vai bảo bảo, quát lên, ngươi trên bả vai có một cái tiểu quỷ, tiểu thất phục hồi lại tinh thần, đạo.
Ngươi thật là Yến Xích Hà, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng, mấy sải bước đi đến trước đống lửa, cẩn thận đánh coi trước mắt vị Yến Xích Hà này. Mặc dù cùng trong phim ảnh không quá giống, nhưng cơ bản đặc thù vẫn là không sai biệt lắm, đều là râu quai nón, bề ngoài thật giống như Trung Quỳ, còn hơi có chút tử thần khí chất. Pháp thuật cũng cao cường, hắn tính cách tràn trề, coi yêu ma là địch ngươi là người nào, Tiểu Thất trả lời, cùng ngươi là cùng người đi đường, Yến Xích Hà nghi ngờ nói. Người cũng là phong yêu sư, tới Lan Nhược Tự là vì thu phục Hắc Sơn lão yêu, nói rất dài dòng, ta thật ra thì không biết nơi này có Hắc Sơn lão yêu, ta cho ngươi biết, thật ra thì nha. Người, Hắc Sơn lão yêu, Niếp Tiểu Thiến còn có Ninh Thái Thần, chính là trong phim ảnh nhân vật nghe được Tiểu Thất mà nói, Yến Xích Hà nghi ngờ nói. Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần là ai, ngươi không biết, Yến Xích Hà lắc đầu một cái, Tiểu Thất có chút bối rối, đang khi nói chuyện, Bảo Bảo đã nhảy trên mặt đất. Cầm lên Yến Xích Hà nướng đồ vật ăn lên, nghe thấy được thơm ngát mùi vị, Tiểu Thất không khỏi nuốt nước miếng một cái, đạo, cái này, Yến Xích Hà. Ngươi có thể hay không cho ăn chút gì đó, Yến Xích Hà ngồi xuống, theo Bảo Bảo trong tay đoạt lấy thịt nướng, kéo xuống một cái chân để lại cho mình, đem mặt khác toàn bộ cho rồi Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không khách khí, theo Yến Xích Hà trong tay nhận lấy thịt nướng, cùng Bảo Bảo cùng nhau, lang tôn hổ yết ăn, Yến Xích Hà đem rượu ấm đưa tới trước mặt Tiểu Thất. Hỏi tiểu huynh đệ, có muốn tới hay không miệng rượu, Tiểu Thất khoát tay một cái, ta không uống rượu, sau đó Tiểu Thất cùng Yến Xích Hà trò chuyện rất nhiều. Cũng đem những gì mình biết nói cho hắn, nghe Yến Xích Hà sửng sốt một chút, hắn cũng nói, chính mình một mực liền ở trong phong yêu đại trận, cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài. Tiểu Thất cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao chuyện này quá đặc biệt quỷ dị, chỉ có thể nói Trục Thiến Nữ U Hồn đạo diễn rất lợi hại, đánh ra tới nội dung cốt truyện. Vậy mà có thể ở thực tế thấy, đặc biệt thế nào càng nghĩ càng kéo đây, trong sân tay cầm phất trần hòa thượng xếp bằng ngồi dưới đất, hắn bấm chỉ quyết. Trước người xuất hiện một cái vàng óng ánh vòng tròn, phía trên tràn đầy kỳ dị đường vân, ngón tay hắn thật nhanh kích thích, phút chốc, hắn dừng lại, lẩm bẩm nói, ăn no. Vậy hãy để cho Niếp Tiểu Thiến đi ra. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 792, Lan Nhược Tự hai nắm phất trần hòa thượng, hắn sờ một cái chính mình đầu chọc lẩm bẩm nói, tựa hồ một cái Hắc Sơn lão yêu không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Kia tới một cái nữa lợi hại, ừ, có thể, bất quá, Niếp Tiểu Thiến sau khi ra ngoài, xem các ngươi có thể hay không cầm giữ ở Tiểu Thất không biết cái này cũng đạo cũng Phật người làm gì. Nếu là biết rõ, khẳng định tức miệng mắng to, Lan Nhược Tự chung, Tiểu Thất cùng Yến Xích Hà vây quanh lò lửa sướng trò chuyện, theo sau giờ ngọ hàn huyên tới mặt trời xuống núi. Yến Xích Hà đứng dậy đi dễ dàng một hồi, trở lại bên cạnh đống lửa, chỉ tại Tiểu Thất trong ngực ngủ Bảo Bảo, hỏi tiểu huynh đệ, ta và ngươi rất hợp duyên, bất quá. Ngươi từ đầu tới cuối cũng không có đem hắn thân phận nói cho ta biết, Tiểu Thất khẽ mỉm cười, chậm rãi đem sự tình báo cho biết Yến Xích Hà, sau khi nghe xong, hắn lông mày dựng lên. Phẫn nộ quát, vẫn còn có như thế ác độc người, ừ, chỉ là các ngươi một mực sinh hoạt ở trong phong yêu đại trận, không rõ ràng thế giới bên ngoài, thật ra thì... Thế giới bên ngoài loạn hơn tà ác hơn nữa, đáng sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là người, bởi vì, chúng ta không nhìn thấu lòng người, Yến Xích Hà gật đầu một cái. Nghe người những lời này, giống như thể hồ quán đính, Tiểu Thất cũng đứng lên, đạo, đúng rồi, người nói ngươi ở nơi này chờ Hắc Sơn lão yêu. Ngươi liền xác định Hắc Sơn lão yêu sẽ đến, không biết a, bởi vì ta không biết Hắc Sơn lão yêu ở nơi nào, Yến Xích Hà có chút lúng túng gãi gãi đầu mình, thấy vậy, quả nhiên không sai. Yến Xích Hà thật là người trong tính tình, hắn dừng một chút nói tiếp, mới vừa rồi nghe ngươi nói, Hắc Sơn lão yêu thủ hạ có một cái gọi là Niếp Tiểu Thiến nữ quỷ là đi.
nàng rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, ngươi mới vừa rồi cũng không ít khen, tiểu thất đạo, đây là một cái kêu Bồ Tùng Linh nhà văn viết, sau đó bị người đánh ra điện ảnh. Chân thực ta chưa thấy qua, nhưng trong phim ảnh thật rất đẹp, nghe ngươi nói như vậy, ta thật rất nhớ nhìn một lần Niếp Tiểu Thiến, tiểu thất đem trong ngực ngủ say bảo bảo bỏ vào túi vải. Xuất ra Long Tuyền kiếm tựa vào một bên, cùng Yến Xích Hà ngồi đối mặt nhau, chờ Hắc Sơn lão yêu tìm tới cửa, ước chừng tại nửa đêm hơn 11 giờ, hai người bên tai vang lên du dương tiếng đàn. Hai người mở mắt, hai mắt nhìn nhau một cái, cầm lên bên người trường kiếm, hướng tiếng đàn truyền tới phương hướng đi đi, mới vừa đi ra mấy bước. Trước mắt hai người cảnh tượng đột nhiên đại biến, một đầu dài trường đình hành lang uốn lượn lan tràn, lụa mỏng tại gió nhẹ xuống phiêu vũ, tại hành lang phần cuối có một tòa đình. Một bóng người xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa, ở bên cạnh còn có một cái kéo búi tóc nữ tử, ngọc thủ vuốt cầm, du dương tiếng đàn càng ngày càng vang, hai cô gái này đều cực kỳ mỹ lệ. Đặc biệt là các nàng dáng múa, hấp dẫn hơn ánh mắt Yến Xích Hạ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ. Các nàng là không phải Niếp Tiểu Thiến nha, tiểu thất đạo, ta cũng không biết, bất quá nội dung cốt truyện có chút không quá giống nhau, điện ảnh liền một cái quỷ nữ, nơi này có hai người. Khả năng chúng ta là hai người đi, nghe nói như vậy, tiểu thất trợn mắt ngoác mồm nhìn Yến Xích Hà, có chút không tin lời này là hắn nói ra, hắn ý này, là một nam nhân đều có thể nghe được. Tiểu thất ánh mắt liếc Yến Xích Hà liếc mắt, vừa muốn nói chuyện, nhưng là thấy Yến Xích Hà máu mũi cuồng phún, theo Yến Xích Hà ánh mắt nhìn, tiểu thất ánh mắt thoáng cái định trụ. Sau đó không ngừng lao qua máu mũi, trong đình hai cái quỷ nữ giờ phút này đều là đang khiêu vũ, hơn nữa, trên người vốn là không coi là nhiều quần áo, càng ngày càng ít. Tiểu thất lắc đầu một cái, không thể nhìn tiếp nữa, nếu không thì khí huyết công tâm rồi, mặc niệm thanh tâm chú, bính trừ trong lòng nghĩ bậy, đặc biệt. Đây là người nào thiết lập nội dung cốt truyện, hoàn toàn cùng Bồ Tùng Linh viết là hai chuyện khác nhau, nếu để cho tự mình biết nhất định phải trừng trị hắn, tĩnh tâm xuống. Vỗ một cái máu mũi cuồng phún Yến Xích Hà, đạo khác, đừng xem, nhìn lại liền phế bỏ, giờ phút này, Yến Xích Hà hai cái tay áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn còn không ngừng lau qua máu mũi. Nghe được tiểu thất mà nói, Yến Xích Hà nghiêng đầu đạo, tiểu huynh đệ, ngươi nói không tệ nha, Niếp Tiểu Thiến thật rất đẹp mắt nha, tiểu thất đảo cặp mắt trắng dã, đại ca, muốn ổn định. Hai ta nhưng là người tu đạo à, Yến Xích Hà gật đầu một cái, nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng ngắm xuống trong đình, tiểu thất quang ra một đạo linh phù bay đến trong đình. Chỉ quyết biến đổi, phù quang đại thịnh, đem hai cái quỷ nữ bức lui. Hai cái mặc áo mỏng quỷ nữ bay ra ngoài, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Yến Xích Hà nghiêng đầu đạo tiểu huynh đệ, ngươi có chút mất hứng nha, ta đều còn không có nhìn đủ tiểu thất đạo. Các nàng còn có thể đi ra, thật sao, giả, ngươi là một đời phong yêu sư, làm sao có thể bị những yêu ma này quỷ quái mê hoặc đây, các nàng nếu là Hắc Sơn lão yêu phái tới. Ngươi tự chúng chiêu, biết không, nghe nói như vậy, Yến Xích Hà đạo, tiểu huynh đệ nói không sai, ta lần sau sẽ chú ý, đi thôi. Hai ta đến trong miếu ngồi một chút, hai người liền muốn xoay người rời đi, trong miếu đổ nát đột nhiên vang lên từng trận kinh khủng tiếng cười, còn có tiếng xào xạc thanh âm truyền vào lỗ tai. Yến Xích Hà nhướng mày một cái, Hắc Sơn lão yêu có phải hay không tới, tiểu thất lông mày nhướng lên, này cổ yêu khí, dù sao tới yêu không đơn giản, tựu tại lúc này. Vô số dây leo tại giữa không trung bay lượn, giống như linh xà bình thường hướng hai người cuốn tới, Yến Xích Hà trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chói mắt kiếm hoa chiếu sáng đêm tối. Tiểu thất ánh mắt híp lại, thật là mạnh kiếm khí à, Yến Xích Hà, một đạo tràn đầy cừu hận thanh âm tại trong miếu đổ nát vang vọng, tiểu thất nhướng mày một cái. Bây giờ là càng ngày càng hồ đồ, tới yêu rõ ràng nhận biết Yến Xích Hà nha, nhưng mà Yến Xích Hà tự nói với mình, hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này.
Chẳng lẽ cái này yêu là hắn lúc trước muốn diệt trừ, nhưng mà lại không giết chết yêu, lần này là đến báo thù. Yến Xích Hà kiếm trong tay không phải là phàm vật, kiếm quang đầy trời ở giữa. Sở hữu huy vũ dây leo cắt thành từng đoạn rớt xuống đất, không ngừng co quắp. Yến Xích Hà đạo, tiểu huynh đệ, ngươi đi trong miếu tránh một hồi. Ta tới đối phó cái này yêu. Tiểu Thất gật đầu một cái, ngươi có phải hay không cùng cái này yêu có thù oán à? Không có nha. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này yêu. Yến Xích Hà ngẩn người nói, ta cũng nói qua cho ngươi. Ta cũng vậy, nghe nói nơi này có Hắc Sơn lão yêu làm ác mới đến, như vậy chỉ yêu tại sao biết ngươi, không biết. Yến Xích Hà lắc đầu một cái, không nói nhảm. Chờ một chút, tóm nó hỏi một chút liền rõ ràng, tốt lắm, ta sẽ không giúp ngươi, hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Một đời phong yêu sư Yến Xích Hà phong thái. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, được, ta chờ nhìn. Dây leo đem chọn cái ngôi miếu đổ nát bao vây lại, miếu đỉnh mảnh ngói không ngừng chảy xuống. Này rõ ràng cho thấy có đồ leo lên. Tiểu Thất chính hưng đến rồi rào nhìn Yến Xích Hà đối phó cái này yêu tựu tại lúc này, lại vừa là một cỗ yêu khí xuất hiện. Tiểu Thất nhướng mày một cái. Lại có yêu tới, Yến Xích Hà, lại vừa là tìm Yến Xích Hà, thế nào cảm giác so với hắn mình còn có thể kết thù nha, còn mỗi một người đều rất lợi hại. Tiểu Thất đi ra miếu đỉnh. Dương mắt nhìn lên, vậy mà thấy được một đôi to bằng miệng chèn ánh mắt, khi này chỉ yêu bò ra ngoài một nửa, lúc này mới thấy rõ nguyên dạng, là một cái nhện lớn, tiểu huynh đệ. Lần này lại tới một cái yêu, giao cho ngươi tới đối phó. Tiểu Thất gật đầu một cái, ngươi yên tâm đi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 793, Lan Nhược tự ba lời nói chưa dứt thanh âm, cái này nhện lớn đã theo trên nóc nhà nhảy xuống, sắc bén khẩu khí hướng Tiểu Thất đầu cắn, thân hình chợt lóe. Tránh được nhện lớn khẩu khí, hắn kia nhọn chân thật giống như sắc bén đao, phá vỡ không khí tàn nhẫn chém xuống. Tiểu Thất huy vũ long tuyền kiếm. Cùng con nhện tinh chân gắng chống đỡ chung một chỗ, con nhện tinh lực lượng thập phần mạnh, thoáng cái đem Tiểu Thất bước lui mấy mét, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, đại yêu. Cái này nhện lớn vậy mà sẽ là một cái đại yêu, theo yêu khí đến xem, so với tiểu kỳ sơn hồ yêu lão tổ còn lợi hại hơn, cắn chót lưỡi, một búng máu phun ở long tuyền kiếm thân, kéo kiếm hoa. Màu tím kiếm hoa thật giống như một cái màu tím hàng dài bình thường hướng con nhện tinh vọt tới. Tiểu Thất vốn tưởng rằng con nhện tinh lớn như vậy thể tích rất khó tránh chiêu này. Ai biết hắn tốc độ nhanh vượt quá bình thường, sở hữu chân giống như gắn lò xo giống nhau, đem con nhện tinh đạn ở giữa không trung, màu tím kiếm hoa đánh vào ngôi miếu đổ nát trên cây cột. Để cho ngôi miếu đổ nát đều là kịch liệt lay động, ngươi không phải Yến Xích Hà. Con nhện tinh đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, ngươi là đến tìm Yến Xích Hà, không sai. Yến Xích Hà không biết giết bao nhiêu yêu, lần này chúng ta chính là đến tìm Yến Xích Hà báo thù, ngươi tốt nhất tránh ra. Nếu không liền ngươi ăn chung, ngươi nếu là có bản sự liền ăn ta tìm chết. Con nhện tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thật nhanh vọt tới Tiểu Thất bên cạnh, thật dài chân đao vung chặt xuống. Tiểu Thất tung người một cái, chân đao trực tiếp cắm vào dưới chân trong phiến đá. Tiểu Thất không khỏi kinh hãi, đây nếu là chém vào trên người, vẫn không thể phân chia hai nửa a. Yến Xích Hà đối phó yêu cũng hiện thân đi ra, là một cái thụ yêu, chính là không rõ ràng có phải hay không Hắc Sơn lão yêu, dù sao lợi hại cấp bách. Hai người đơn đà độc đấu lại có chút ít không phải này hai cái yêu đối thủ, không ngừng lùi lại, không nghĩ tới tại trong phong yêu đại trận này, còn có lợi hại như vậy yêu quái, chỉ là. Những thứ này yêu là tu luyện thế nào, chẳng lẽ bị vồ vào tới thời điểm, cũng đã lợi hại như vậy, khe nằm kia bắt những thứ này yêu đi vào người tu vi khẳng định không được. Có phải hay không là người kia âm thầm giở trò quỷ, để cho này hai cái yêu đến tìm chuyện. Tiểu Thất âm thầm nghĩ tới, xem ra chính mình mau chóng tìm tới ra ngoài phương pháp. Ở chỗ này phong yêu đại trận bên trong, vẫn không thể bị đùa chơi chết, lòng bàn chân dẫm ở con nhện tinh chân trên đao, thân hình nhảy lên, đi tới con nhện tinh sau lưng.
hai tay nắm chặt long tuyền kiếm, tàn nhẫn đâm xuống, long tuyền kiếm tử quang chợt lóe, mũi kiếm nhưng là trượt, không có đâm vào con nhện tinh thân thể, trong sân cũng đạo cũng Phật. Chứa đựng cười nhạt nhìn trước mắt một cái vòng sáng, bên trong biểu hiện từng màn, chính là Tiểu Thất Yến Xích Hà hai người đấu con nhện tinh cùng thụ yêu cảnh tượng, hắn chậm rãi nói, đánh đi. Dù sao ta ở trong phòng yêu đại trận tịch mịch rất, các ngươi đánh càng lâu ta càng cao hứng, bất quá, vẫn là phải an bài một thời cơ cùng ngươi gặp mặt nếu không. Ngươi cũng không rõ ràng sự tình ngọn nguồn, như vậy không tốt, Lan Nhược tự trung, Tiểu Thất cùng Yến Xích Hà lưng tựa lưng, hai người thở hổn hển, tiểu huynh đệ. Cái này thụ yêu rất lợi hại, ta có chút ôm không được phát hỏa, con nhện này tinh cũng lợi hại, Yến Xích Hà nói, ngươi nói đây là từ nơi nào tìm tới cửa yêu. Ta lúc trước có thể cho tới bây giờ không có hạ thủ lưu tình qua, mỗi một con yêu đều giết hồn phi phách tán, ta làm sao biết ta mới tới phong yêu đại trận không có mấy ngày, ô kìa. Có thể mệt chết ta, vội vàng giết, giết bọn họ, chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi, Yến Xích Hà nói xong lời này, hướng thụ yêu xông tới, Tiểu Thất nắm chỉ quyết đánh vào con nhện tinh trên người. Thiên địa vô cực, lôi thần mượn pháp, ngân quang lan tràn con nhện tinh toàn thân, hắn phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào, mấy con chân loạn vũ, làm cho Tiểu Thất căn bản không có thể gần người. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần câu diệt thiên hỏa lệnh, Tiểu Thất không có cách nào, chỉ có thể hao phí linh lực thi triển thiên hỏa lệnh. Thiên hỏa đem con nhện tinh bao vây lại, con nhện tinh hét thảm lên, trong miệng phun ra bạch ti, cuốn lấy Tiểu Thất hai tay hai chân, dùng sức hướng hắn khẩu khí kéo đi. Tiểu Thất dùng hết lực khí toàn thân, cũng không biện pháp tránh thoát, chỉ có thể cầu trợ ở Yến Xích Hà, mau tới cứu ta, được ngươi chờ ta đem thụ tinh diệt trừ, mẹ kiếp. Chờ ngươi đem thụ tinh diệt trừ, ta liền bị con nhện tinh cho nuốt sống, Yến Xích Hà hô to một tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải xem ta là hình dáng gì mà. Ta như vậy thế nào động thủ cứu ngươi? Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn, thấy Yến Xích Hà cũng bị dây leo cuốn lấy, không thể thoát thân, bảo bảo, ngươi mau ra đây cứu ca ca, bảo bảo, Tiểu Thất nhẹ giọng kêu trong bao vải bảo bảo. Qua thật lâu, cũng không có động tĩnh, đang khi nói chuyện, Tiểu Thất đã tới con nhện tinh bên mép rồi, một cỗ mùi tanh đập vào mặt thật sự quá khó ngửi rồi. Tiểu Thất không thể không nín thở hơi thở, con nhện tinh khẩu khí bán trưng bán hợp, nhìn đến Tiểu Thất là kinh hãi, không thôi, đây thật là muốn sống nuốt chính mình nha, xong đời, bảo bảo. Mau ra đây cứu ca ca, mau ra đây nha, Tiểu Thất ở trong lòng hô to, tựu tại lúc này, bảo bảo ngó giáo giác chui ra, thấy con nhện tinh lúc tiểu tử sợ hãi lùi về đầu, Tiểu Thất phí sức cúi đầu. Bảo bảo, mau đưa trong túi sách đả thần tiên lấy ra, đánh cái này nhện lớn, ca ca, bảo bảo sợ hãi, tiểu tử, ca ca nếu như bị cái này nhện lớn ăn. Người về sau chỉ thấy không tới ca ca, bảo bảo sững sờ, liếc cái miệng nhỏ nhắn, bảo bảo không muốn ca ca rời đi, vậy ngươi nhanh cứu ca ca nha, ân ân. Bảo bảo cái này thì dùng đả thần tiên đánh nhện lớn, bảo bảo phí sức theo trong bao vải rút ra đả thần tiên, Tiểu Thất miệng niệm thần chú, đả thần tiên nổ bắn ra mà ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, linh lực vừa thu vừa phóng, giết đả thần tiên chợt hạ xuống, đi vào thiên hỏa chung con nhện tinh trong cơ thể, con nhện tinh hét thảm lên. Cuốn lấy Tiểu Thất bạch ti thật nhanh rụt trở về, Tiểu Thất đồng thời dùng sức tránh thoát, tay chân buông lỏng một chút, thân hình vội vàng thối lui, con nhện tinh điên cuồng kêu thảm thiết. Long tuyền kiếm vạch qua lòng bàn tay, liền muốn động thủ kết quả con nhện tinh, Yến Xích Hà đột nhiên hô tiểu huynh đệ, tới trước nơi này hỗ trợ nha. Ta toàn thân huyết đều sắp bị cái này thụ yêu cho hút khô, quay đầu nhìn lại, Yến Xích Hà sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đều nhỏ một chút vòng, trong lòng giật mình.
Sách Long Tuyền kiếm đem cuốn lấy hắn, dây leo chặt đứt, Yến Xích Hà rơi trên mặt đất, sờ một cái Tiểu Thất bả vai bảo bảo, lần này còn nhiều hơn tạ tên tiểu tử này. Bằng không hai ta cũng phải bị yêu ăn thịt, Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, phòng yêu đại trận linh lực mỏng manh, chúng ta không thể động tới nhiều linh lực. Rất nhiều uy lực pháp thuật không phát huy ra được, ngươi lúc trước có thể diệt trừ nhiều như vậy đại yêu, nói rõ ngươi tu vi không đơn giản nha, ta tại phong yêu đại trận lớn lên. Thói quen nơi này hết thảy, ngươi trước chính mình ngăn cản thụ yêu, ta diệt trừ con nhện tinh lại tới giúp ngươi. Tiểu Thất đứng dậy, Long Tuyền kiếm vạch qua lòng bàn tay, đọc xong chú ngữ. Dùng sức quăng ra bảo kiếm, Chu Ma lệnh, Long Tuyền kiếm mang theo hồng mang, theo con nhện tinh trong miệng xuyên qua, kêu thảm thiết con nhện tinh mạnh mẽ chỉ dừng thanh âm. To bằng miệng chén cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thất, sinh cơ dần dần biến mất, Tiểu Thất chỉ quyết động một cái, Long Tuyền kiếm cùng đả thần tiên cùng nhau bay ra, xuất ra chiêu hồn túi. Đem vậy phải chạy trốn yêu linh bỏ vào. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 794, Hắc Sơn lão yêu một ngay tại Tiểu Thất đem yêu linh lấy đi thời điểm, cũng đạo cũng Phật người, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, thật không tệ. Vốn đang nghĩ đến ngươi không giết được cái này yêu, chờ các ngươi loại trừ Hắc Sơn lão yêu, không đúng rồi, ta xem thiến nữ u hồn chung Hắc Sơn lão yêu không phải thụ tinh. Thật tốt hồi tưởng một chút, thụ tinh thật giống như kêu cái gì bà, không phải Hắc Sơn lão yêu, cho ta suy nghĩ một chút, Hắc Sơn lão yêu ở nơi nào, nói xong. Ngón tay hắn thật nhanh biến ảo chỉ quyết, Tiểu Thất đem yêu linh lấy đi, cũng không bận bịu lấy đi con nhện tinh nội đan, xoay người đi giúp Yến Xích Hà đối phó thụ tinh. Yến Xích Hà cả người huyết bị thụ tinh hút đi không ít, bây giờ có thể ngăn cản thụ tinh đả kích đã không được rồi, Yến Xích Hà thối lui đến Tiểu Thất bên người, thở hổn hển nói, tiểu huynh đệ. Này thụ tinh hút máu quá lợi hại, ngươi phải cẩn thận nha, sẽ cẩn thận, bất quá cái này thụ tinh hẳn không phải là Hắc Sơn lão yêu. Bởi vì cùng ta xem phim không giống nhau, Yến Xích Hà khoát tay một cái, ta quản hắn khỉ gió có phải hay không Hắc Sơn lão yêu, dù sao hút ta nhiều máu như vậy. Dù sao cũng phải muốn hắn trả giá thật lớn, Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi bây giờ khí huyết thua thiệt hư nhược, còn thế nào cùng hắn đánh, nói xong. Theo trong túi sách móc ra một mảnh thái tuế thịt cho Yến Xích Hà, ngươi đem cái này ăn, trước khôi phục một chút. Có sức lực rồi lại tới giúp ta, Yến Xích Hà nhận lấy thái tuế thịt nhìn một chút, cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào, hắn xếp chân ngồi dưới đất, đọc trong miệng thần chú. Một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt xuất hiện, bao phủ Yến Xích Hà thân thể, thấy màn này, Tiểu Thất phỗ một cái bảo bảo, đạo tiểu tử, ngươi ở nơi này bảo vệ hắn, ta đi đối phó thụ tinh, ân ân. Bảo bảo sẽ bảo vệ tốt hắn, ca ca phải cẩn thận một chút, bảo bảo nhảy đến trên đất, vung tay nhỏ đạo, bảo bảo yên tâm, ca ca không có việc gì, tay trái đả thần tiên, tay phải Long Tuyền kiếm. Tiểu Thất chậm rãi đi tới huy vũ dưới nhánh cây, đả thần tiên rút được tại trên nhánh cây, thụ tinh thật nhanh rụt trở về, trong giây lát vừa tàn nhẫn quật đánh xuống. Long Tuyền Chu Ma lệnh, Yến Xích Hà, ngươi đáng chết, giống như khóc giống như cười, không phải nam không phải nữ, khó nghe cực kỳ thanh âm tại vang lên bên tai. Tiểu Thất nhướng mày một cái, dựa theo thiến nữ u hồn nội dung cốt truyện mà nói, thụ tinh hẳn là cái kia bà, không phải Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu hẳn là tại địa phủ quỷ vực. Trước hai tầng quỷ vực Tiểu Thất đều đi qua, không có Hắc Sơn lão yêu thân ảnh, như thế suy đoán mà nói, Hắc Sơn lão yêu hẳn là tại tầng thứ ba quỷ vực. Nếu như Hắc Sơn lão yêu thật xuất hiện ở nơi này, nói rõ chân chính cao nhân đang thao túng nơi này hết thảy, Long Tuyền kiếm tường đổ mà đi, Tiểu Thất đi theo thật nhanh xông ra ngoài. Đi tới một mảnh trong rừng, quét nhìn bên người tất cả lớn nhỏ cây cối, hơi lúng túng một chút rồi, hắn nếu là thụ tinh, đi tới rừng cây, liền như cá gặp nước, càng thêm tiêu dao tự tại, bất quá. Tiểu Thất cũng không phải là không có biện pháp, có thể thi triển thiên hỏa lệnh đem mảnh này cánh rừng thiêu hủy, cẩn thận từng ly từng tí đi ở cánh rừng gian.
bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc, đi ra mười mấy bước, kẹp ra một đạo linh phù, đọc xong chú ngữ, linh phù lao qua cặp mắt, trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Ánh mắt một lần nữa quét qua chung quanh cây, kinh hãi phát hiện, những thứ này cây vậy mà đều là yêu, đi ra khoảng 100 bước, chung quanh cây thật nhanh di động, biến ảo trước mắt đường. Thiên địa vô cực hỏa thần mượn pháp, kết pháp ấn, một trường vỗ tại trên một thân cây, chỉ nghe hét thảm một tiếng, bị đánh trúng cây phanh một tiếng nổ tung, liên tiếp mấy trường sau đó. Chung quanh bộ dáng khôi phục nguyên trạng, Yến Xích Hà, bên tai lại vang lên thụ tinh thanh âm, tiểu thất bính thần ngưng khí, lắng nghe thanh âm là từ phương hướng nào truyền tới. Đột nhiên, trong rừng lại vang lên những thanh âm khác, nhiễu loạn tiểu thất tâm thần, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, kết ấn niệm chú, quát chói tai một tiếng, Long Tuyền kiếm a. Long Tuyền kiếm lôi kéo màu tím cái đuôi hướng tiểu thất nổ bắn ra mà quay về, đưa tay nắm chặt Long Tuyền kiếm, đi lên thất tinh bộ lóe lên mà đi, rốt cuộc đi ra cánh rừng. Ở một cái bên hồ nước, gặp được một cây cành lá sum suê đại thụ chậm chạp đi tới, phát hiện thân cây có mấy đạo vết kiếm, cây này chắc là thụ tinh rồi. Thiên lôi chú, bàn tay nhấn tại trên thân cây, một đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, cây khô bình thường móng tay huy vũ, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, à Yến Xích Hà. Người không giết chết được ta. Mao Sơn sát quỷ lệnh, chương 7. Ta không phải Yến Xích Hà, tiểu thất quát lạnh một tiếng, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi trên đả thần tiên, đâm vào thụ yêu phần bụng, hắn cảm thụ đả thần tiên lực lượng, giận dữ hét. Đả thần tiên, ngươi là Khương gia hậu nhân, tiểu thất cười không nói, lại lần nữa thưởng thụ tinh một kiếm, tựu tại lúc này, nơi đây cuồng phong gào thét, một cỗ cường đại quỷ khí đánh tới. Tiểu thất không thể không buông tha đà kích ngăn cản quỷ khí xâm nhập, trong lòng hoảng hốt, thật là mạnh quỷ khí, phong yêu đại trận chung vẫn còn có quỷ, trước mắt một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể nghe được tiếng xào xạc, sau đó thụ tinh thanh âm vang lên, Khương gia hậu nhân, ta sẽ báo thù, làm phép xua tan quỷ khí, trước mắt trống rỗng, thụ tinh đã chạy. Tiểu thất không lo lắng thụ tinh, mà là đột nhiên xuất hiện quỷ khí là ai, phải cẩn thận đề phòng một chút mới được, trở lại Lan Nhược Tự, thấy Yến Xích Hà vẫn còn đang đánh ngồi chữa thương. Bảo Bảo nhảy đến tiểu thất trên vai, nháy mắt một cái hỏi, ca ca, người giết thụ tinh không có, thụ tinh rất lợi hại, hắn theo ca ca trong tay chạy, há ca ca không nên thương tâm. Về sau nhất định có thể giết chết thụ tinh, tiểu thất khẽ mỉm cười, sờ một cái tiểu tử, đi tới con nhện tinh trước, đưa nó nội đan moi ra, nội đan tới tay. Một cỗ ôn hòa lực lượng theo bàn tay truyền đến toàn thân, hài lòng cười một tiếng, này cái nội đan không tệ, lực lượng rất đầy đủ, thu thập nhiều một điểm nội đan cùng yêu linh. Nhất cử ngưng tụ chân hồn, đột phá tu vi, đi ra phong yêu đại trận, đối phó hắc quần nữ tử cũng mới sẽ có nắm chắc hơn, Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, muốn đưa tay bắt nội đan. Tiểu thất đẩy ra tiểu tử tay, đạo, Bảo Bảo, viên nội đan này lực lượng quá mạnh, ngươi không thể hấp thu, rất nguy hiểm hả? Bảo Bảo biết, ca ca về sau tìm cái khác yêu quái cho ngươi, tiểu tử chu cái miệng nhỏ nhắn gật đầu một cái, tiểu thất đi tới trong miếu đổ nát, tùy tiện tìm một địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Mà Yến Xích Hà vẫn ngồi ở tại chỗ chữa thương khôi phục, mặt trời mọc, tiểu thất từ từ mở mắt, ngồi dậy, liếc Yến Xích Hà liếc mắt, hắn lại còn tại chữa thương, cũng thật là đủ chậm. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, ai bảo phong yêu đại trận trung linh lực quá mức mỏng manh đây, đi tới Yến Xích Hà bên cạnh, hắn cả người khí thế vừa thu lại, từ từ mở mắt đạo. Rốt cuộc được rồi là được, ngươi nếu là không còn tỉnh, ta đều muốn đi, tiểu huynh đệ phải rời khỏi Lan Nhược Tự, tiểu thất gật đầu một cái.
ta muốn tìm đi ra phong yêu đại trận biện pháp, bởi vì ngoại giới còn rất nhiều sự tình chờ ta đi làm. Người có biết hay không nơi nào có khả năng dò thăm tin tức gì, Yến Xích Hà suy nghĩ một chút, nói, khoảng cách Lan Nhược Tự vài trăm dặm địa phương, có một cái trấn nhỏ. Trong trấn lý nhỏ đều là yêu, người có thể đi nơi nào thử một chút, tại cái hướng kia, phía nam, Tiểu Thất chắp tay, đa tạ, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Thụ Tinh bị ta đả thương. Nhưng bị cái khác yêu ma cứu đi, nếu như ngươi còn muốn ở tại Lan Nhược Tự liền muốn phá lệ cẩn thận, Thụ Tinh cũng không phải là Hắc Sơn lão yêu, bất quá. Hắn hẳn biết Hắc Sơn lão yêu ở nơi nào. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 795, Hắc Sơn lão yêu hai Tiểu Thất cáo biệt Yến Xích Hà, ra Lan Nhược Tự, hướng phía nam đi tới, dọc theo đường đi thật cũng không gặp phải gì đó yêu ma quỷ quái. Chỉ bất quá chặng đường không giống Yến Xích Hà nói chỉ có vài trăm dặm, bằng Tiểu Thất cước trình, mấy trăm dặm đường nửa ngày là có thể đi tới, nhưng hắn đi tới trời tối. Cũng không nhìn đến một cái trấn, trong sân, cũng đạo cũng Phật vung vẩy trong tay phất trần, từ tốn nói, muốn đi ra cánh rừng rậm này cũng không phải là đơn giản như vậy. Chờ Hắc Sơn lão yêu tìm tới cửa đi, ban đêm, Tiểu Thất cũng không dự định đi đường, tìm tới một khối coi như đất trống phương, đốt một đống lửa, an tĩnh ngồi ở một bên. Bảo Bảo cũng học Tiểu Thất dáng vẻ ngồi dưới đất, tiểu tử cũng không phải là an phận chủ, đầu không ngừng vòng tới vòng lui, đêm đã khuya Tiểu Thất nằm xuống ngủ, mới vừa ngủ không lâu. Mặt đất chấn động lên, một cỗ tà ác quỷ khí theo bốn phương tám hướng phóng lên cao, Tiểu Thất mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, nhìn bốn phía quỷ khí tràn ngập, trước mắt đen kịt một màu. Bảo Bảo mở mắt, tiểu tử thấy tình thế không đúng, gọn gàng chui vào túi vải, Tiểu Thất rút ra Long Tuyền kiếm, chậm rãi đứng dậy, này cỗ quỷ khí thật sự cường đại. Lai lịch khẳng định không đơn giản, có lẽ là Hắc Sơn lão yêu cũng khó nói, dù sao Tiểu Thất càng ngày càng cảm thấy, theo hắn tiến vào phong yêu đại trận sau. Hết thảy đều giống như là được an bài tốt, bây giờ không có biện pháp tìm đến là ai ở sau lưng múa vai diễn, bất quá, khẳng định cùng trông chừng phong yêu đại trận người không trốn thoát liên quan. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng vó ngựa vang lên, tiếp theo mà tới là một trận tê tâm liệt phế tiếng quỷ khóc, Tiểu Thất tâm thần hơi hơi thất thủ, khóe mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Phút chốc gian kêu lên một tiếng, không được, đây là đòi mệnh hồn thanh âm, xếp bằng ngồi dưới đất, đọc trong miệng kinh văn, phục lần, tu bồ đề, bồ tát ở Pháp. Ứng không chỗ nào ngủ nghỉ ở bố thí, cái gọi là không được sắc bố thí, không được âm thanh mùi thơm đụng chạm Pháp bố thí, tu bồ đề, bồ tát ứng như vậy bố thí, không ở với lẫn nhau, làm sao cho nên. Như Bồ Tát không được lẫn nhau bố thí, hắn phúc đức không thể suy nghĩ, tiếng quỷ khóc sói chu biến mất, một trận trầm thấp như dã thú tiếng gào vang lên. Người một cái Khương gia đệ tử, vậy mà sẽ Phật môn Kim Cương Kinh, đạo thanh âm này, chát người toát ra mồ hôi lạnh, Tiểu Thất không có ngừng xuống tụng niệm Kim Cương Kinh. Cho đến bên tai hoàn toàn thanh tĩnh, mới đứng lên, giơ kiếm quát lên, ngươi là ai, có gan cút ngay đi ra, ha ha, Khương gia đệ tử không nên tồn tại ở nhân gian. Theo ta xuống địa phủ đi thôi, Tiểu Thất không yếu thế chút nào, nói, xuống địa phủ, ngươi có bản lãnh lăn ra đây, để cho tiểu gia nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh kia hay không, Khương gia đệ tử, ngươi quá cuồng vọng, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, xem ra là Thụ Tinh tìm đến người giúp không thể nghi ngờ. Trung quy hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình là gì đó Khương gia đệ tử, chỉ có Thụ Tinh nhận ra đả thần tiên, quyết định Tiểu Thất là Khương gia đệ tử, không nói lời nào. Như vậy, tùy ta xuống địa phủ đi thôi, trầm thấp tiếng gào vừa rơi xuống, mặt đất trầm xuống, Tiểu Thất cảm giác thân thể thật nhanh sa xuống, đợi đứng vững thời điểm, quét nhìn một vòng. Phát hiện nơi này quả thực cùng quỷ vực giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt tầng thứ nhất tầng thứ hai quỷ vực oan hồn vô số, nhưng ở nơi này, trước mắt còn không thấy một cái quỷ.
Chẳng lẽ nơi này là tầng thứ ba quỷ vực, cuồng phong cuốn cát bụi, bay múa đầy trời, đột nhiên, một viên to lớn đầu khô lâu theo bay múa đầy trời trong bão cát đập xuống. Chạy, Tiểu Thất đầu tới, gào thét có tiếng, Tiểu Thất bước chân hơi lui, Long Tuyền kiếm xuất ra, đem đầu khô lâu chém vỡ, đầu khô lâu vừa vỡ, vô số con sâu nhỏ rớt ra, khắp nơi bò loạn. Quỷ dị là, những thứ này con sâu nhỏ tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, vậy mà bò đầy Tiểu Thất toàn thân, tình hình mặc dù nguy cơ, nhưng trong lòng không loạn, phá vỡ ở giữa. Tại lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù, vỗ vào bộ ngực mình, một trận hồng quang lóe lên, đem con sâu nhỏ toàn bộ đánh bay ra ngoài, ha ha. Vậy mà nghĩ đến như thế biện pháp đối phó phệ cốt hồn trùng, Tiểu Thất nhướng mày một cái, phệ cốt hồn trùng là đồ chơi gì, còn chưa suy nghĩ ra, lại vừa là một cái đầu khô lâu nện xuống. Lần này, Tiểu Thất bén nhạy né tránh, đầu khô lâu rơi trên mặt đất, trực tiếp một kiếm chém vỡ, không cho bên trong những thứ kia quỷ dị sâu trùng bò ra ngoài cơ hội. Một tờ linh phù quăng ra ngoài, vạn hồn phệ tâm. Sau đó, một cỗ kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt mà ra, quanh thân ở giữa, là hoàn toàn cô hồn dã quỷ, tiếng kêu thảm thiết đau nhói Tiểu Thất thần kinh. Những thứ này cô hồn dã quỷ không có bổ nhào đi lên, mà là có trật tự tụ lại, phát ra càng thêm chấn nhiếp tâm hồn kêu thảm thiết, Tiểu Thất vận chuyển linh lực. Áp chế trong cơ thể tốt lắm, giống như sôi trào bình thường khí huyết, ha ha, Khương gia đệ tử, ngươi không chống đỡ được ta vạn hồn phệ tâm, trầm thấp tiếng gào lại lần nữa xuất hiện. Cùng cô hồn dã quỷ tiếng kêu thảm thiết hội họp, đánh thẳng vào Tiểu Thất linh hồn, phốc, không áp chế được cuồn cuộn khí huyết, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vẩy vào trước người cô hồn dã quỷ trên người, bọn họ che mặt kêu thảm thiết, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, những thứ này biến mất quỷ vật chẳng qua là cửu mưu nhất mao. Tiểu Thất mặt liền biến sắc, kẹp ra hai đạo linh phù, đón gió bay ra, quát to, thiên địa vô cực, hỏa thần mượn pháp, hai cái hỏa long tại cô hồn dã quỷ trên đỉnh đầu bay qua. Trước thiêu những thứ này không ngừng kêu thảm thiết quỷ hồn, thanh âm mạnh mẽ dương cao hai phần, Khương gia đệ tử, ngươi lại dám giết ta âm binh, sau đó. Không trung đột nhiên hạ xuống một trận đen nhánh sền sệt mưa, trong nháy mắt đem hai cái hỏa long làm tắt đi, vô số cô hồn dã quỷ ở nơi này đen nhánh chất lỏng sền sệt xuống. Làm cho càng thêm lớn âm thanh, càng thê thảm hơn, Tiểu Thất ánh mắt một nghiêm ngặt quát lên, ta xem ngươi có thể không thể làm tắt đi thiên hỏa lệnh. Phá thiên hỏa bên dưới, đen nhánh chất lỏng sền sệt bị bốc hơi xuống, quỷ hồn cũng thật nhanh biến mất, hắc phụ che khuất bầu trời bình thường vọt tới, ngăn cản lan tràn ra thiên hỏa. Thiên hỏa thiêu hủy hắc phụ càng ngày càng lớn, a, ngươi rốt cuộc là người nào, Khương gia lúc nào có lợi hại như vậy pháp thuật, ngươi quản ta là ai, hôm nay không làm thịt rồi ngươi. Ta đều có lỗi với chính mình, nghe nói như vậy, thanh âm thần bí cười lớn, ha ha ha, giết ta, ta mệt mỏi cũng mệt mỏi chết các ngươi, theo hắn kêu gào. Trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo bóng dáng, cái này bóng dáng thật giống như một cái cổ đại chiến tướng, tay cầm đại đao, cưỡi chiến mã hướng Tiểu Thất vọt tới, suy. Đại đao vung xuống, Tiểu Thất tay áo xuất hiện một vết thương, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được, hắn muốn đánh loạn chính mình pháp ấn. Nhưng cưỡi chiến mã xách đại đao hư ảnh rất lợi hại, chỉ là né tránh, căn bản không phải biện pháp, quăng ra hai đạo linh phù ấn pháp biến đổi, quát lên. Thái Ất chân phù hiển thần uy, rút lên trên đất Long Tuyền kiếm, hướng vọt tới hư ảnh vung chém mà đi, hư ảnh đại đao đưa ngang một cái, ngăn trở kiếm hoa, Tiểu Thất lòng bàn chân dẫm mà. Thân thể mạnh vọt lên, một chiêu lực phách hoa sơn, đao kiếm đụng nhau, hư ảnh dưới quần chiến mã chân trước khẽ cong, ngã xuống đất, thấy màn này, Tiểu Thất cắn chót lưỡi. Phun một ngụm máu tươi tại Long Tuyền kiếm thân, Long Tuyền chu ma lệnh, a, Long Tuyền kiếm xuyên qua hư ảnh thân thể, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể khỏe mạnh giống như gió cắt bình thường từ từ tiêu tán, giết ta phân thân, ta muốn ngươi hồn phi phách tán, Tiểu Thất giơ giơ Long Tuyền kiếm nghiêm nghị quát lên.
người rốt cuộc là người nào, ẩn ẩn nấp nấp, mưu mẹo nham hiểm ngược lại có thể dùng rất lợi hại, ngươi tại Lan Nhược tự đối phó Thụ Tinh, cũng không biết ta là ai, Tiểu Thất cả kinh. Ngươi là Hắc Sơn lão yêu. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 796, Hắc Sơn lão yêu ba, ha ha ha, không trung truyền tới Hắc Sơn lão yêu phách lối tiếng kêu, bây giờ mới nhìn ra bổn vương là ai. Khương gia đệ tử càng ngày càng xa sút, bốn phía cô hồn dã quỷ xuất hiện lần nữa, tầng tầng lớp lớp, người trước ngã xuống người sau tiến lên, thê lương kêu khóc âm thanh càng thêm chói tai. Đen nhánh chất lỏng sành sạch giống như mưa đá bình thường đùng đùng đập xuống, Tiểu Thất hét lớn, Hắc Sơn lão yêu, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Vì sao phải tới dây dưa với ta, Hắc Sơn lão yêu không nói thêm gì nữa, nhưng bốn phía cô hồn dã quỷ trong lúc bất chợt trở nên cường hãn. Người trước ngã xuống người sau tiến lên bình thường hướng Tiểu Thất nhào tới, cái này tình cảnh hãy cùng cửa hàng tổng hợp làm lớn bán giảm giá. Mà Tiểu Thất chính là đứng đầu bán chạy hàng hóa giống nhau, Tiểu Thất tay phải huy vũ long tuyền kiếm chém đầu oan hồn, tay trái nắm chỉ quyết bấm đốt ngón tay mở miệng ở nơi nào. Tìm được trong lòng khẽ quát một tiếng, long tuyền kiếm huy vũ càng thêm nhanh chóng, đem trước mặt tiểu quỷ chém chết, gắng gượng giết ra một con đường tới, tìm được mở miệng. Tay trái tự nhiên không thể chống không, đả thần tiên vừa ra kim quang tràn ra, đảo qua một mảng lớn, Hắc Sơn lão yêu càng ngày càng cảm thấy Tiểu Thất đến gần mở miệng. Nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi, ngươi hỏi qua ta sao, ta muốn đi thì đi, mặc dù không thu thập được ngươi Hắc Sơn lão yêu, nhưng ngươi muốn ngăn cản ta. Cũng không khả năng, Tiểu Thất ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, một bên huy vũ hai cánh tay, chém chết cô hồn dã quỷ, Tiểu Thất đi lên thất tinh bộ xuyên toa tại cô hồn dã quỷ ở giữa. Đông một bước tây một bước, không đoán ra, ngươi chạy không thoát, đèn nhánh chất lỏng sành sạch càng rơi xuống càng lớn, hơn nữa càng lớn sền sệt, Tiểu Thất thân hình đột nhiên một hồi. Cúi đầu vừa nhìn, hai chân lại bị dính chặt rồi, chung quanh đã sớm mắt lom lom cô hồn dã quỷ thoáng cái nhào tới, lôi xé Tiểu Thất quần áo, kẹp ra một đạo linh phù, đọc trong miệng thần chú. Thiên địa vô cực thủy thần cộng công mượn pháp, trước người đột nhiên xuất hiện hư ảo một tầng nước màng, Tiểu Thất bàn tay nhấn tại nước màng lên, nước màng hóa thành nước tích tản ra. Đem trên mặt đất sền sệt chất lỏng màu đen tách ra, Tiểu Thất dùng sức nhấc lên hai chân, dẫm ở bên người hai cái cô hồn dã quỷ trên người, dùng sức nhảy một cái. Trực tiếp nhảy qua cô hồn dã quỷ, xoay người lại một kiếm, diệt hồn lệnh, cô hồn dã quỷ bị đánh trúng, trực tiếp từ từ tiêu tán, Tiểu Thất bước nhanh hơn. Hướng mở miệng vị trí địa phương xông ra ngoài, vừa chạy một bên theo trong túi sách rút ra vải vàng kéo ra bày trên mặt đất, vải vàng lên phù chú lóe lên ánh sáng. Xông thẳng giữa không trung hội tụ không tiêu tan hắc khí, hừ, đi tới ta Hắc Sơn lão yêu địa bàn, giết ta nhiều như vậy âm binh, muốn chuồn mất trong giây lát. Tiểu Thất cảm giác không đúng chỗ nào, thân hình thật nhanh lui về phía sau, đột nhiên, trước người cảnh tượng biến đổi, một đạo người khoác áo choàng thân ảnh xuất hiện. Áo choàng không gió mà bay, tại hàn áo choàng bên dưới, vô số cô hồn dã quỷ hí, Tiểu Thất nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm áo choàng bên dưới khuôn mặt. Hắc Sơn lão yêu đột nhiên ngẩng đầu, áo choàng bên dưới, là một cụ khô lâu, đây chính là Hắc Sơn lão yêu, khô lâu thành tinh, khó trách có thể tìm được nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Xem ra Hắc Sơn lão yêu không ít giết người, bất quá, Hắc Sơn lão yêu rốt cuộc là làm sao tìm được lên chính mình, Tiểu Thất một cái bước dài giết tới Hắc Sơn lão yêu bên cạnh. Long tuyền kiếm trực tiếp đi vào thân thể của hắn, cúi đầu vừa nhìn, long tuyền kiếm xuyên qua một cái cô hồn dã quỷ đầu, Tiểu Thất dùng sức muốn rút ra long tuyền kiếm. Hắc Sơn lão yêu tuét miệng cười một tiếng, ngươi là không giết chết được ta, ta không biết hút bao nhiêu cô hồn dã quỷ, bất kể ngươi giết thế nào, chết đều là cô hồn dã quỷ. Không phải ta, Hắc Sơn lão yêu móng tay lộ ra, đánh vào Tiểu Thất phần bụng, Tiểu Thất phun một ngụm máu tươi tại Hắc Sơn lão yêu trên mặt, thân thể bay rớt ra ngoài, người huyết.
Hắc Sơn lão yêu khuôn mặt bị Tiểu Thất phun ra huyết phun vững vàng, cả khuôn mặt giống như bị giống như lửa thiêu, trở nên đỏ ngầu không gì sánh được. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, ta huyết cũng không phải là ai cũng có thể đụng. Hắc Sơn lão yêu giống giận, ngươi không phải Khương gia hậu nhân, ngươi rốt cuộc là người nào? Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn. Ngươi là Mao Sơn đệ tử. Hắc Sơn lão yêu đột nhiên nổi điên lên, thoáng cái xuất hiện ở Tiểu Thất bên người, một quyền đánh vào Tiểu Thất bên hông, đem Tiểu Thất đánh bay ra ngoài. Tiểu Thất nặng nề ngã xuống đất, lật bàn tay một cái, câu hồn đòi quăng ra ngoài. Hắc Sơn lão yêu mở ra áo choàng, câu hồn đòi xông vào, Tiểu Thất mạnh mẽ dùng sức kéo trở về. Câu hồn đòi kéo tới trước người, lúc này mới phát hiện, vậy mà móc ra ba cái cô hồn dã quỷ, một chưởng vỗ xuống, đem cô hồn dã quỷ đánh hồn phi phách tán. Tiểu Thất ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hắc Sơn lão yêu, quả nhiên không đơn giản, nghĩ đến ở trong thiến nữ u hồn, Yến Xích Hà cũng là dốc hết sức mới đưa Hắc Sơn lão yêu chém chết. Có thể Tiểu Thất luôn cảm thấy, tự đối mặt Hắc Sơn lão yêu càng thêm lợi hại, cũng có thể là bởi vì linh lực mỏng manh, pháp thuật lực lượng không thể hoàn toàn phát huy được. Thử một chút thần long lệnh, ngồi dậy, nắm chỉ quyết hộ thế vạn niên, đế đức nhật hy, hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kỳ, cảnh tiêu động trương, tiêu ma tức phi. Thần long lệnh, thần long bay lên mà lên, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trên trời hạ xuống, đánh thẳng vào lung la lung lay bổ nhào đi lên cô hồn dã quỷ. Hắc Sơn lão yêu khô lâu khuôn mặt lóe lên u quang nhảy hai cái, hắn kinh thanh la lên, thần long, làm sao có thể, tật thần long ngăn lại đuôi rồng, hướng Hắc Sơn lão yêu vọt tới oanh. Hắc Sơn lão yêu đứng địa phương nổ tung, bụi đất tung bay, đợi cho bụi tản đi, Hắc Sơn lão yêu thân ảnh nhưng là biến mất không thấy, Tiểu Thất chau mày, chẳng lẽ bị diệt rớt, cũng sẽ không? Thần long một đòn mặc dù lợi hại, nhưng muốn tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu độ khó rất lớn, ngay tại Tiểu Thất ngẩn ra ở giữa, vô số đầu khô lâu từ trên trời hạ xuống. Chạy thẳng tới Tiểu Thất mặt mà tới, Tiểu Thất hét lớn một tiếng, thân hình xông ra ngoài, cả người ngã lên phía trước trên vách tường bị xô ra một cái lỗ thủng to. Tiểu Thất gọn gàng chui ra ngoài, hai chân đạp không, sau đó Tiểu Thất không hề trở lực rơi xuống, khe nằm, đây không phải là đường ra sao, sẽ không đem Tiểu gia té chết, Tiểu Thất thất kinh. Nhìn bốn phía, chung quanh đen kịt một màu, đang ở sợ hãi ở giữa, hai chân đột nhiên đạp phải thực địa, cúi đầu vừa nhìn, mình đã dậm ở mặt đất, cẩn thận đánh coi một vòng. Khi nhìn thấy kia thiêu đốt đống lửa lúc Tiểu Thất mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục thì đi ra, mới vừa rồi chính mình rõ ràng là sa xuống, vì sao lại đi tới mặt đất. Trước không quản nhiều như vậy, vẫn là rời khỏi nơi này trước, tránh cho Hắc Sơn lão yêu đuổi theo, cũng không quan tâm chính mình mệt bao nhiêu, hoang mang rối loạn chạy bờ sông sân. Nơi này tựa hồ không có đêm tối, vẫn là ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa nở, hắn nhìn trước người vòng sáng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật là làm cho ta thất vọng. Thậm chí ngay cả Hắc Sơn lão yêu đều không đối phó được, ta cũng không để ý nhiều như vậy, tóm lại không thể tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu, ngươi lại không thể tìm tới trấn nhỏ, hắc hắc. Thật chơi rất khá, Tiểu Thất nếu là biết rõ hắn ý tưởng, khẳng định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tiểu Thất nằm ở trong bụi cỏ, đại khẩu thở hổn hển, hô hấp đều đặn rồi. Móc ra mấy miếng thái tuế ăn vào, bổ sung linh lực dưới mặt đất, Hắc Sơn lão yêu điên cuồng giống giận, đột nhiên, hắc khí bao phủ giữa không trung, bị từng đạo kim quang xé ra. Một vị tay cầm phất trần hòa thượng xuất hiện ở Hắc Sơn lão yêu bên cạnh, Hắc Sơn lão yêu ngẩn ra, hét ngươi là người nào, hắn cười không nói, phất phất tay bàn tay. Hắc Sơn lão yêu chỉ cảm giác mình bị trói buộc, mới vừa rồi cùng ngươi đánh người tuổi trẻ, ngươi muốn nghĩ hết biện pháp giết hắn đi, hoặc là ta cho ngươi hồn phi phách tán.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 797, Hắc Sơn lão yêu 4. Hắc Sơn lão yêu khô lâu trong hốc mắt lóe lên u quang, đột nhiên nhảy lên kịch liệt, hắn kinh thanh la lên, là ngươi. Ngươi là trăm ngàn năm trước đem ta nắm chặt phong yêu đại trận hòa thượng kia. Đối mặt Hắc Sơn lão yêu phần này kinh hãi, hắn nhếch miệng mỉm cười. Nhớ ra rồi, Hắc Sơn lão yêu thở hổn hển như trâu, có thể tưởng tượng hắn bây giờ có nhiều sinh khí, năm đó thu ta còn không có tìm ngươi báo, ngươi vậy mà đưa mình tới cửa, nói xong. Hắc Sơn lão yêu giết tới bên cạnh hắn, tựu tại lúc này, thân hình hắn biến mất, xuất hiện ở Hắc Sơn lão yêu lúc trước đứng vị trí, đạo, bằng ngươi tu vi. Cho dù là tu luyện nữa vạn niên đều không phải ta đối thủ, ta cho ngươi biết, êm tai nhất ta mà nói, nếu không, hắn uy hiếp lời nói cũng không nói xong, chỉ thấy chân hắn trưởng dẫm đạp mà. Hắc Sơn lão yêu địa bàn toàn bộ sụp đổ, một màn này rơi ở trong mắt Hắc Sơn lão yêu làm cho hắn không nói ra lời, nửa ngày nghẹn ra một câu. Ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi không có tư cách biết rõ. Hắc Sơn lão yêu mắt động u quang nhảy, ta vốn là cảm thấy kỳ quái, nghe được thụ tinh truyền tin. Còn không có lên đường tìm người tiểu đạo sĩ kia, sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở ta trên địa bàn, nguyên lai đều là ngươi đang giở trò quỷ, hắn vẫy vẫy phất trần, ta có lại giở trò quỷ sao? Toàn bộ phong yêu đại trận chung, trừ ngươi ra cái này nữa quỷ bán yêu, còn có cái khác quỷ sao, ngươi, hoặc là giết hắn đi, hoặc là ta giết ngươi, Hắc Sơn lão yêu lạnh rên một tiếng. Hắn ta nhất định sẽ giết, không muốn ngươi nhắc nhở, thật sao, ngươi tốt nhất chú ý một điểm, không muốn chết ở trong tay hắn rồi, ta có thể sẽ không giúp ngươi nhặt xác ai. Hy vọng hắn biết rõ sau đó sẽ không trách tội với ta, có thể lãnh hội ta dụng tâm lương khổ. Thân hình hắn, theo thanh âm hạ xuống, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắc Sơn lão yêu khô lâu khuôn mặt leo lên thịt thối giữa tia máu, thoáng qua ở giữa, xuất hiện một chương yêu dị mặt người, đạo, hừ, nếu ngươi muốn ta giết hắn đi. Vậy cũng chớ trách ta, trên mặt đất tiểu thất nằm ở trong bụi cỏ ngủ say, ngủ đến nửa đêm, cảm giác lạnh lẽo, còn có đồ vật nhỏ tại trên mặt, mạnh mẽ mở mắt, bàn tay lay một hồi khuôn mặt. Tất cả đều là màu đen chất lỏng sình sạch, ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện Hắc Sơn lão yêu tung tích, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi vào phong yêu đại trận về sau. Thần kinh đều bị làm cho không quá bình thường, phí sức bò dậy, phân biệt phương hướng một chút, hướng phía nam đi tới, đi khoảng 100 mét, thoáng cái vừa ngã vào trong một cái hố. Lòng bàn chân truyền tới một trận đau nhói, móc ra đèn pin vừa nhìn, trong hố tất cả đều là vót nhọn nhánh cây, có hai cây nhánh cây, đã xuyên thấu lòng bàn chân, chửi nhỏ một tiếng. Ở loại địa phương này thế nào gặp săn thú đào hố, mạnh mẽ nhấc chân lên đến, máu tươi bão táp, ngón tay chỉ tại cổ chân nơi, phong bế huyệt vị, ngừng lại máu tươi, bò ra ngoài hố to. Nằm trên đất thật là từng bước sát cơ, tiểu thất thật vất vả yên lòng, trong lúc bất chợt, mười mấy con tay dưới đất chui lên, nắm kéo hắn hai tay hai chân, nghiêng đầu vừa nhìn. Trong lòng hoảng hốt, đặc biệt, Hắc Sơn lão yêu thật đúng là đuổi tận cùng không buông, ha ha, Mao Sơn đệ tử tiểu thất ánh mắt ngưng trọng nhìn bốn phía nhìn. Cũng không có phát hiện Hắc Sơn lão yêu tung tích nhưng tràn ngập tới quỷ khí, nhưng là rất rõ ràng tỏ rõ Hắc Sơn lão yêu tới, tránh thoát cầm lấy cánh tay mình, nhảy tại trên một thân cây. Quát lên, Hắc Sơn lão yêu lăn ra đây cho ta, hôm nay liền cùng ngươi phân ra thắng bại, ta tới rồi. Tiểu thất đối diện hắc khí quanh quẩn, một đạo mặc lớn áo choàng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thấy áo choàng xuống khuôn mặt tiểu thất nhướng mày một cái, Hắc Sơn lão yêu tại sao lại có mặt, suy nghĩ một chút cũng đúng, bằng Hắc Sơn lão yêu tu vi, hóa ra gương mặt rất đơn giản. Hắc Sơn lão yêu đét miệng cười một tiếng, cả khuôn mặt xuất hiện vô số chiếc đũa lớn nhỏ động, từng cái sâu trùng vặn vẹo dáng người từ bên trong chui ra, khe nằm. Tiểu thất mắng to một tiếng, nói chân đá vào Hắc Sơn lão yêu trên mặt, vốn là tiểu thất chân liền bị gỗ đâm xuyên thủng, phía trên huyết còn không có lau sạch. Hắc Sơn lão yêu không chừng ngờ tới này một cha, hắn cũng không ngăn cản, bị tiểu thất một cước đạp bay ra ngoài, khi Hắc Sơn lão yêu lúc đứng lên sau.
hắn khuôn mặt một lần nữa biến thành đầu khô lâu. Tiểu Thất chau mày, đạo: Hắc Sơn lão yêu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nhớ được ta với ngươi cũng không oán thù chứ? Hắc Sơn lão yêu mài hàm răng, trực tiếp động thủ đả kích. Tiểu Thất vung lên Long Tuyền kiếm, kiếm hoa gào thét mà đi. Hắn lắc mình tránh kiếm hoa, Tiểu Thất chân đạp nhánh cây, tàn nhẫn hướng phía trên giết đi. Hắc Sơn lão yêu xuất hiện, hai móng chạy thẳng tới Tiểu Thất đầu mà tới. Long Tuyền kiếm chém ở Hắc Sơn lão yêu móng tay lên, hắn áo choàng mở ra, từng viên đầu bay ra, cắn xé Tiểu Thất. Tiểu Thất phá vỡ mắng to. Càng đánh càng cảm thấy được Hắc Sơn lão yêu cùng trong phim ảnh tương tự, Tiểu Thất cố gắng nghĩ lại điện ảnh tình huống chung Yến Xích Hà là như thế nào tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu. Đặc biệt, bây giờ nào có thời gian rảnh rỗi hồi tưởng điện ảnh tình huống, trong miệng đọc xong chú ngữ, Ngọc Phủ ánh sáng phát ra rực rỡ, đánh văng ra cắn xé đầu mình, cúi đầu vừa nhìn. Toàn thân quần áo đều bị cắn rách rách dưới, liền quần hơi chút tốt hơn một chút, Hắc Sơn lão yêu hai cánh tay vung lên, Hắc Phụ ùn ùn kéo đến bình thường cuốn tới. Tiểu Thất vội vàng thối lui mà đi, rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, miệng tụng kinh Phật. A, Hắc Sơn lão yêu rất sợ nghe được kinh Phật, ôm đầu kêu thảm thiết thấy màn này. Tiểu Thất càng đọc càng lớn tiếng, nhưng hắn dù sao không phải là đệ tử cửa Phật, nếu là giới sắc và vẫn còn là tốt rồi, nghĩ lại, vẫn là thì thầm ra kinh thư, thiên địa không toàn công. Thánh nhân không toàn năng, vạn vật không toàn dùng, cho nên thiên chức sinh che, mà chức hình trở thánh chức giáo hóa, vật trước chỗ thích hợp, trong trường hợp đó thiên có sở đoản. Mà có sở trường, thánh có chút không, theo kinh thư vang lên, xông đem tới Hắc Sơn lão yêu một lần nữa ôm đầu kêu đau đớn, a, ngươi câm miệng cho ta, thanh âm càng ngày càng vang. Một đạo kim quang nhàn nhạt khoách tán ra, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, dần dần bao trùm Hắc Sơn lão yêu toàn thân nó mạo hiểm khói trắng, áo choàng không ngừng thu nhỏ lại. Ước chừng sau mười mấy phút áo choàng rớt xuống đất, Tiểu Thất nhướng mày một cái, tiếp tục đọc trong chốc lát, đứng dậy cẩn thận đi tới áo choàng trước, dùng kiếm đẩy ra áo choàng. Thấy một đối với màu xám bột phấn, Hắc Sơn lão yêu cái này thì chết thế nào như vậy kéo, lúc trước phí hết đại khí lực mới từ hắn trong tay chạy đến, ở chỗ này, niệm một chút kinh liền giết hắn. Tiểu Thất không tin Hắc Sơn lão yêu sẽ như vậy kinh sợ, muốn thật là như vậy, lúc trước chính mình chạy trối chết không phải càng sợ giống. Chết đi, cho bụi bên trong đột nhiên toát ra hai cái tay cánh tay, bắt lại Tiểu Thất cổ chân, Tiểu Thất cả kinh, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu tại trên mũi kiếm. Ngón tay thật nhanh vẽ ra một đạo linh phù, phá sát lệnh, a ta không cam lòng, rút ra Long Tuyền kiếm, một cỗ máu đen bão táp mà ra, Hắc Sơn lão yêu thân thể thật nhanh biến mất. Nhìn bốn phía một cái, không có phát hiện nguy hiểm sau, Tiểu Thất đặt mông ngồi dưới đất, sớm biết đơn giản như vậy, lúc trước nên đem Hắc Sơn lão yêu diệt. Nếu như bị người khác biết chính mình chạy trối chết, mặt mũi liền ném đi được rồi, trong sân, trên mặt hắn rốt cuộc hiện lên một nụ cười, lẩm bẩm một câu, không sai, không để cho ta thất vọng. Nhìn ngươi bây giờ cũng mệt mỏi, sẽ không để cho yêu ma tới quấy rầy ngươi, có thể ngươi còn có một đoạn đường phải đi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 798, đánh cực mệnh một nói xong, bàn tay hắn vung lên, Tiểu Thất chỗ ở cảnh tượng thoáng cái thay đổi, Tiểu Thất tại giết Hắc Sơn lão yêu sau. Đi ra vài trăm thước tại chỗ nghỉ ngơi, cũng không có phát hiện nơi đây biến hóa, sáng sớm, Tiểu Thất mở mắt, phát hiện trước mắt cảnh tượng cùng đêm qua không quá giống nhau. Chỉ coi là buổi tối xem không thái thanh, liền không có để ở trong lòng, đứng dậy đi về phía nam đi tới, nửa ngày sau đó, Tiểu Thất xuyên qua rừng rậm. Tiến vào một mảnh quần sơn vây quanh bình nguyên, trong phòng yêu đại trận này khắp nơi là núi, đi cũng phiền toái, đến gần bình nguyên, rốt cuộc thấy được theo như lời Yến Xích Hà trấn nhỏ.
bởi vì nơi này bốn bề toàn núi, thường xuyên đều là xanh biếc, nguyên do tên Thanh Sơn Trấn, nói là yêu tụ tập thành trì, nhưng là cực kỳ giống cổ đại vật kiến trúc, nơi này không có thành tường. Nghĩ đến là đã tu luyện cũng vô dụng, chung quy lui tới đều là yêu, thành tường ở trong yêu nhãn hãy cùng không có giống nhau, yêu tu luyện mấy trăm năm, mở ra linh trí, hóa thành hình người yêu. Suy nghĩ cùng người không sai biệt lắm, bất quá yêu cuối cùng còn cất giữ dã thú hung tính, nhân loại từ xưa tới nay, liền diễn hóa vạn linh chi trưởng yêu bắt chước nhân loại ở chung sinh hoạt. Cũng là trong chỗ U Minh thiên địa quy luật, xuyên qua đường núi, một đường về phía trước, tiến vào Thanh Sơn Trấn, khi tiểu thất xuất hiện ở trấn thời điểm, không ít quần áo quái dị yêu. Sẽ dùng mấy phần khác thường ánh mắt nhìn lấy hắn, nhưng là chỉ là nhìn như vậy mấy lần, cũng không người đi lên chủ động bắt chuyện, cũng không dự đoán đến phiền toái, bất quá. Tiểu thất vẫn là phải cẩn thận, chung quy nơi này là yêu ở chung chi địa, mình là người, hơn nữa, vẫn là một cái đạo môn đệ tử, đường lớn răng khắp nơi, nơi này có trà lâu có quán cơm. Còn có đủ loại kiểu dáng cửa hàng mua bán đồ vật, đều là một ít gia thú, cùng với yêu linh, khi tiểu thất nhìn đến cửa hàng còn ra bán yêu linh lúc. Trong lòng không hiểu có chút kích động, ngay sau đó nghĩ đến, nơi này không thu nhuyễn muội tử, từ xưa tới nay, tin tức linh thông nhất địa phương, vĩnh viễn là trà lâu. Khi đi đến một nhà trà lâu trước, bỗng nhiên một nam một nữ hai cái yêu ngăn cản tiểu thất đường đi, nữ yêu cuộn lại cổ đại nữ tử tóc dài, mà cùng cổ đại nữ tử không khác nhau nhiều. Ngược lại nam yêu ăn mặc để cho tiểu thất có chút ngoài ý muốn, bởi vì nam yêu vậy mà mặc hiện đại áo sơ mi, vị tiểu ca này, từ đâu tới đây nha, nữ yêu nhãn mắt lóe lên yêu dị ánh sáng. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, tiểu thất ánh mắt híp lại, đánh coi nữ yêu, vậy mà hướng mình thi triển mị hoặc lực, phút chốc, đạo, chẳng biết tại sao đi vào, thời gian cũng không dài. Coi như là mới tới, khanh khách, nữ yêu cười nói, tiểu ca thật thú vị, theo ngàn năm trước phong yêu đại trận bị phá vỡ sau, bảy yêu ra ngoài. Sau đó trận pháp bảo vệ hòa thượng đem phong yêu đại trận tu bổ lại, đem chạy đi yêu toàn bộ bắt trở lại, nhưng ta nhìn tiểu ca tựa hồ là người. Hòa thượng kia không có đạo lý bắt người vào đi, hòa thượng, gì đó hòa thượng, ta theo chỗ cao té xuống, chờ tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình đã tại phong yêu đại trận rồi, nữ yêu nhíu mày một cái, ngươi tiến vào chừng mấy ngày, hơn nữa bình yên vô sự. Xem ra tiểu ca không phải người bình thường a, ta chính là người bình thường, ha ha tiểu ca thật biết nói đùa. Người bình thường tại phong yêu đại trận sớm đã bị xé tan thành từng mảnh rồi, tiểu thất khẽ mỉm cười, người nếu nói phong yêu đại trận có người bảo vệ. Vậy hắn sẽ nhìn yêu giết người sao, tiểu ca có chỗ không biết, ở trong phong yêu đại trận, trừ phi là phá hư vốn có quy tắc nếu không thì... Chúng ta chính là giết phong yêu sư cũng không người quản, tiểu thất nhíu mày, đây cũng là làm người thật bất ngờ, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Chính là không biết ngươi nguyện không muốn trả lời, vấn đề gì, ta nhưng là rất nguyện ý, nữ yêu hướng tiểu thất liếc mắt đưa tình, tiểu thất lấy lại bình tĩnh đạo ta muốn hỏi. Thế nào theo phong yêu đại trận ra ngoài, nữ yêu lắc đầu một cái, ta không biết, bất quá ta nghe phụ cận một cái yêu vương nói, muốn rời khỏi phong yêu đại trận, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì, có lực lượng cường đại theo ngoại giới đánh vỡ phong yêu đại trận, nếu không không có khả năng ra ngoài, nghe vậy, tiểu thất nhướng mày một cái, nếu quả thật là như vậy. Sự tình thì khó rồi, tự mình ở phong yêu đại trận có thể bình yên vô sự, có thể hậu khanh chờ nếu là đối phó Mã Tiểu Tiểu bọn họ có thể ngăn cản sao, nói xong. Tiểu thất ánh mắt đặt ở nữ yêu bên người nam yêu trên người, nhẹ giọng nói, nhìn ngươi mặc ngươi nên tiến vào phong yêu đại trận không bao lâu trước thời gian 8 năm. Phong yêu đại trận có phải hay không chỉ được phép vào không cho phép ra, nữ yêu gật đầu một cái. Tiểu thất lộ ra hoảng hốt vẻ, do dự một chút, hỏi, xin hỏi ở trong phong yêu đại trận, các ngươi đều là dùng tu luyện cái gì, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới.
muốn thu được mạnh hơn tu vi, liền muốn liều mạng, tăng cao tu vi không có biện pháp khác, chỉ có cái khác yêu quái tinh khí, yêu linh thậm chí nội đan, nam yêu từ tốn nói. Lấy được những thứ này đường tắt chỉ có đi giết yêu, cũng không phải, Thanh Sơn Trấn có vui tử, tiểu ca nếu là nguyện ý đi, ta có thể tiến cử, gì đó chuyện vui, đánh cược. Đánh cược yêu linh, đánh cược nội đan, chỉ cần ngươi dám, đều có thể, tiểu thất hỏi, đánh cuộc như thế nào, đánh nhau chứ, đến địa phương, ngươi tự lựa chọn đối thủ, thua mệnh lưu lại. Thắng lấy đối phương mệnh, đừng xem rất hiểm ác, nhưng tham gia yêu nhưng là rất nhiều, chờ một chút, còn có một cái phong yêu sư cùng một cái yêu đánh cược. Phong yêu sư cũng tham gia, tiểu thất kinh ngạc nói, nữ yêu quyến rũ cười một tiếng, phong yêu sư tại phong yêu đại trận cũng giống như chúng ta. Muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào yêu linh cùng nội đan, tiểu thất ánh mắt lóe lên, trong lòng cân nhắc có muốn hay không đi. Chung quy cái này cùng đi tìm những thứ kia lợi hại yêu không có khác biệt, cuối cùng đều là đi qua đánh giết, lấy đi yêu linh hoặc là nội đan, nữ yêu khóe miệng chứa đựng cười nhạt. Tiểu ca nếu không mau chân đến xem, đi tiểu thất cân nhắc liên tục gật đầu một cái, đi đến nữ yêu theo như lời địa phương trên đường, cũng đã hỏi nam yêu không hỏi ít hơn đề. Từ miệng hắn biết được tại phong yêu đại trận ở ngoài, có tu sĩ đặc biệt bắt yêu, sau đó ném vào phong yêu đại trận mà hắn chính là bị như vậy vồ vào đến. Hắn đang hút người tinh khí thời điểm bị bắt được, đầu tiên là bị đánh cho một trận, sau đó ném vào phong yêu đại trận, xuyên qua Thanh Sơn Trấn chủ yếu đường phố tại nữ yêu dẫn đường xuống. Đi tới một gian coi như tốt lầu, nữ yêu cùng đứng ở cửa hai cái hùng tinh nói mấy câu, liền dẫn tiểu thất đi vào, tiểu thất bừng tỉnh. Này nữ yêu đoán chừng là cái loại này đặc biệt tìm người hoặc là yêu tới đánh cược mệnh, vào lầu, đi tới lầu hai, đi tới một căn phòng, nữ yêu đưa tay phá vỡ kết giới. Quay đầu quyến rũ cười một tiếng, tiểu ca, xin mời, tiểu thất gật đầu một cái, dẫn đầu nhảy đi vào, nữ yêu quay đầu nhìn nam yêu đạo, ta nhiệm vụ hoàn thành, nói xong. Nữ yêu cũng nhảy vào kết giới, tiến vào kết giới, vang lên bên tai một trận kêu tiếng quát, dương mắt nhìn, nơi này chính là một góc đấu trường, giờ phút này. Có hai cái yêu ở chính giữa trên đất trống chém giết, bên ngoài một vòng, đều là đủ loại yêu tinh, nữ yêu đem tiểu thất mang tới một vị trí ngồi xuống, nhẹ giọng nói, tiểu ca. Ngươi trước nhìn một chút, nếu như muốn đánh cược liền nói cho ta biết. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 799, đánh cược mệnh hai tiểu thất nhíu mày một cái, hỏi nhỏ, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu, nữ yêu quyến rũ cười một tiếng. Đánh cược mệnh loại này tình cảnh tráng quan, tự nhiên có người nguyện ý nhìn, thế nhưng, loại trừ đi vào đánh cược mệnh phong yêu sư cùng yêu. Cái khác tới yêu đều muốn cho một định vào sân phí là vật gì, đang khi nói chuyện, nữ yêu lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một quả tròn trĩnh đan dược. Tản ra một cỗ nhàn nhạt linh lực, nàng giải thích nói, đây là dùng một ít linh thảo luyện chế mà thành đan dược, cũng có thể tăng lên linh lực nhưng hiệu quả bình thường. Muốn quan sát đánh cược mệnh, liền muốn phó 10 miếng linh thảo đan, tuy nói linh thảo đan hiệu quả bình thường, nhưng số lượng khổng lồ mà nói. Cũng có thể so với đại yêu nội đan, nguyên lai là như vậy a, không biết cái này linh thảo đan là thế nào luyện chế mà thành, Thanh Sơn Trấn Bắc Đại đường phố có một cửa tiệm. Chuẩn bị là yêu luyện chế linh thảo đan, một gốc bình thường linh thảo có thể luyện chế 10 miếng trái phải, bọn họ sẽ thu một quả linh thảo đan lấy ra công phí, tiểu ca nếu là có linh thảo. Ta có thể giúp một tay tiến cử, linh thảo đan ở trong phong yêu đại trận, chính là ngoại giới ngân lượng, nữ yêu cười nhạt nói, ta hiểu được. Bất quá ta bây giờ cũng không linh thảo, nữ yêu trước khi rời đi dặn dò tiểu ca, ngươi ngàn vạn không nên ở chỗ này gây chuyện, nơi này chính là hai cái đại yêu địa bàn, nếu là xảy ra chuyện. Ta có thể không gánh nổi ngươi, ngươi có thể yên tâm, nữ yêu sau khi rời đi tiểu thất đưa mắt ném vào trung gian sân, hai cái yêu đang tiến hành cuộc chiến sinh tử.
Này hai cái yêu tu là cũng không tệ lắm, đều là tại 1.300 năm trái phải, nếu là đặt tại ngoại giới, cũng coi là bá chủ một phương, không biết sao tại trong phong yêu đại trận này. Bọn họ bực này tu vi yêu nhiều như chó, đại yêu đầy đất đi, vì tăng cao tu vi, không thể không tìm phương pháp khác, một cái con thần lằn tinh, một cái kim nhãn điêu. Con thần lằn tinh cùng kim nhãn điêu vốn là khắc tinh, giống như rắn cùng lão ưng giống nhau, gặp được liền muốn ăn, kim nhãn điêu móng vuốt cực kỳ sắc bén. Mỗi một lần cũng có thể theo con thần lằn tinh trên người lấy xuống một điểm thịt vụn, con thần lằn tinh tự nhiên cũng không phải ăn chay, thật dài đầu lưỡi quấn lấy kim nhãn điêu. Tàn nhẫn đập xuống đất ngã kim nhãn điêu hoa mắt váng đầu, tiểu thất thả ra thần thức cẩn thận cảm giác một hồi, sân cùng những thứ này chỗ ngồi ở giữa, có một tầng kết giới. Nghĩ đến hẳn là nữ yêu trong miệng đại yêu bầy, tựu tại lúc này, tiểu thất đột nhiên cảm giác một đạo một cổ cương đại thần biết cũng ở đây thăm dò, tiểu thất vội vàng thu hồi thu thập. Nhìn bốn phía nhìn, thấy một người dáng dấp thô cuồng đại hán, tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, khẽ nhíu mày, ánh mắt rời đi cái này yêu, rơi vào trong sân, giờ phút này. Con thần lằn tinh cùng kim nhãn điêu cũng mau phân ra thắng bại, kim nhãn điêu mỗi một lần đả kích đều suy giảm tới con thần lằn tinh căn bản. Xem xét lại con thần lằn tinh đối với kim nhãn điêu tạo thành chầy ngoài ra ước chừng nửa phút trái phải, kim nhãn điêu sắc bén móng tay xuyên qua con thần lằn tinh ngực, bóp vỡ hắn tim. Một cỗ đỏ thắm máu tươi phun ở kim nhãn điêu trên mặt, hắn một mặt cười tà liếm liếm máu tươi, lúc này, con thần lằn tinh yêu linh xuất hiện, kim nhãn điêu tay mắt lanh lẹ bắt lại. Tại dưới con mắt mọi người nhét vào trong miệng, kim nhãn điêu liếm môi một cái, một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ, đưa mắt rơi trên mặt đất con thần lằn tinh trên thi thể. Sau đó hắn hiện ra nguyên hình, biến thành một cái kim nhãn đại điêu, đem con thần lằn tinh thi thể xé tan thành từng mảnh, hắn cũng đắm chìm tại máu tươi bên dưới. Xé nát con thần lằn tinh thi thể, kim nhãn điêu đi ra kết giới, đột nhiên, một cái niên quá bán bách người xuất hiện ở trong sân gian, hắn chậm rãi nói. Kế tiếp là phong yêu sư cùng một cái hổ yêu tỷ đấu, phong yêu sư, ngồi lấy xem kịch vui yêu nhẹ giọng thảo luận, bọn họ mặc dù nghe qua có phong yêu sư tham gia đánh cược mệnh. Nhưng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt đã đến, vừa dứt lời, một tiếng hổ gầm vang dội mà ra tiểu thất định thần nhìn lại, một cái đại lão hổ đột nhiên nhảy vào sân, sau đó. Một cái 27-28 tuổi nam tử đứng dậy, từ từ đi vào sân, nam tử mặc gia thú, người đeo một thanh trường kiếm, xem qua hổ tinh cùng phong yêu sư tu vi sau tiểu thất khẽ mỉm cười. Giả heo ăn thịt hổ, bị cái này phong yêu sư biểu hiện tinh tế, trước mắt cái này 1.200 năm tu vi hổ tinh, sợ rằng còn không chịu nổi cái này phong yêu sư một kiếm. Bắt đầu, hổ tinh mở ra miệng to như chậu máu gầm thét, phong yêu sư khinh thường cười một tiếng, hắn tự tốn nói, nhường ngươi ba chiêu, nếu không ngươi sẽ chết thật không có mặt mũi. Hổ gầm nổi lên bốn phía, hổ tinh nhào tới, phong yêu sư bước chân di động, bén nhạy tránh được hổ tinh đả kích tiểu thất có chút không hiểu. Hổ tinh tại sao không hóa thành hình người cùng cái này phong yêu đánh, hắn khổng lồ như vậy thân thể, cho dù cùng phong yêu sư thực lực tương đương, cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Chừng một phút, phong yêu sư lẩm bẩm nói, ba chiêu đã qua, âm vang một tiếng, bổ nhào ra ngoài hổ yêu mạnh mẽ té xuống đất, một đám xem náo nhiệt yêu quái còn không biết chuyện gì xảy ra. Tựu tại lúc này, hổ yêu to lớn đầu rớt xuống đất, hắn thân thể khổng lồ cũng ầm ầm ngã xuống đất này, một kiếm, rất nhiều yêu quái đều bị giật mình, chăm chú nhìn cái này phong yêu sư. Muốn đưa hắn bộ dáng ghi tại trong lòng, nếu là sau này bất hạnh gặp phải, càng xa càng tốt, nam tử lấy ra hổ tinh yêu linh, bỏ vào trong một cái ống trúc. Tiếp theo đều là một ít tiểu yêu tiểu quái ở giữa chiến đấu thập phần không thú vị, mang theo tiểu thất đi vào nơi này nữ yêu chập chờn phong thắt lưng đi lên, cười khanh khách hỏi tiểu ca.
có muốn hay không đánh cược một ván? Tiểu thất suy nghĩ một chút, ngay sau đó hỏi, đối thủ thế nào chọn? Nghe vậy, nữ yêu quyến rũ cười một tiếng, đối thủ rất đơn giản. Chỉ cần song phương đồng ý là được rồi, vừa vặn mới vừa rồi có một con hắc hùng tinh muốn tham gia, bất quá trước mắt không có cùng hắn địch nổi đối thủ, không biết tiểu ca. Hắc hùng tinh mạnh bao nhiêu, đại yêu? Tiểu thất khẽ nhíu mày, hắn bây giờ tu vi đối phó bình thường đại yêu không thành vấn đề, nhưng nếu là những tu luyện kia đã lâu đại yêu. Cho dù có thể thắng, cũng là thảm thắng, thân ở yêu nghiệt này hoành hành địa phương, không cẩn thận sẽ không mạng, thế nhưng, bây giờ rất yêu cầu nội đan cùng yêu linh tăng cao tu vi. Đi những địa phương khác giết yêu, còn chưa nhất định có thể đụng tới, trong lòng cân nhắc một hai, gật đầu nói, đánh cược. Nữ yêu gật đầu một cái, móc ra một quả mộc bài đưa cho tiểu thất. Đạo, chờ một chút tiến vào sân yêu cầu vật này, nếu không thì sẽ bị kết giới ngăn lại, còn bao lâu bắt đầu trận này đi qua? Chính là tiểu ca ngươi và hắc hùng tinh rồi. Tiểu thất gật đầu một cái, sau mười mấy phút trong sân chiến đấu phân ra được thắng bại, lúc trước lão giả kia một lần nữa xuất hiện. Hắn quét nhìn một vòng, đạo, kế tiếp là một hồi nhân loại tu sĩ đối với đại yêu. Lão đầu lời vừa dứt, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn, từng con yêu mục quang cấp bách nhìn chăm chú sân. Muốn nhìn một chút là nhân loại kia tu sĩ, lại có lá gan khiêu chiến đại yêu, lúc trước cái kia chém chết hổ tinh nam tử cũng là cao mày, cấp bách nhìn chăm chú sân. Một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong sân, tiểu thất ánh mắt đông lại một cái, nguyên lai là hắn, hắc hùng tinh chính là trước đây không lâu. Tựa như cười mà không phải cười nhìn tiểu thất thô cuồng nam tử, tiểu thất đứng dậy, chậm rãi đi vào trong sân, hắc hùng tinh tuét miệng cười một tiếng, nhân loại tu sĩ. Chờ một chút, ta muốn đem ngươi đập thành một nhóm thịt vụn. Tiểu thất hờ hững nói, ngươi nội đan cùng yêu linh, ta cũng muốn. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 800, đối chiến đại yêu. Một đám yêu quái hồ nghi nhìn chằm chằm tiểu thất cùng hắc hùng tinh, thế nào cảm giác bọn họ nguyên bản là có thù oán, sau đó suy nghĩ một chút. Một là tu sĩ, một là yêu, trên ý nghĩa chính là địch nhân. Hắc hùng tinh khinh thường cười một tiếng, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, lời nói chưa dứt thanh âm. Tiểu thất bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường lớn uy áp, theo hắc hùng tinh trong cơ thể bộc phát ra, đối mặt hắc hùng tinh hạ mã uy, tiểu thất không hề bị lay động, lòng bàn chân đạp đất. Tùy tiện đem chèn ép tới uy áp hóa giải, thấy màn này, hắc hùng tinh tuét miệng cười một tiếng, có chút bản sự, mới tới nhân loại tu sĩ, tại trong phong yêu đại trận này. Ta còn cho tới bây giờ không có sợ qua người nào, hôm nay, liền đem ngươi toàn thân khí huyết hút khô. Hắc hùng tinh tiếp tục uy hiếp nói, tiểu thất bĩu môi, múa mép khua môi, ai không biết. Vừa vặn, ta cho tới bây giờ không có hưởng qua hùng trưởng mùi vị, lần này cũng coi như một cái cơ hội thật tốt, mỏ nhọn lưỡi trơn, hừ, hắc hùng tinh cười lạnh nói. Chờ ta đem ngươi tứ chi cắt đứt, nhìn ngươi còn có gan tử nói ra lời này. Tiểu thất cười quái dị nói, rốt cuộc có hung trưởng ăn, tìm chết. Ngươi hôm nay cần phải đem mệnh lưu lại. Hắc hùng tinh nổi giận gầm lên một tiếng, vọt mạnh tới. Tiểu thất lòng bàn chân đạp đất, thân hình nhảy ở giữa không trung, chợt đáp xuống. Một trưởng nhấn tại hắc hùng tinh thiên linh cái, hắc hùng tinh thân hình hơi chậm lại, hai cánh tay đi lên một chảo, tiểu thất tay trái nắm chỉ quyết. Thật nhanh điểm tại hắc hùng tinh trên cánh tay, tay phải cũng là mạnh mẽ phát lực, phanh một tiếng, hắc hùng tinh dưới chân thổ địa trực tiếp nứt ra, tiểu thất trong mắt lóe lên sát ý. Hắn đã sớm biết là hắc hùng tinh cố ý bới móc, nếu không, nữ yêu sẽ không chỉ tìm đến mình, nếu tự tìm chết, cần gì phải lưu ngươi. Hắc hùng tinh hai chân hơi hơi uốn lượn. Cặp mắt mạo hiểm cừu hận ánh lửa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thoáng cái đứng lên, tiểu thất bàn tay vừa thu lại, lại dùng lực đánh ra, thân hình bay ngược mà ra. An ổn rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi hắc hùng tinh, cười nhạt, hắc hùng tinh.
cảm giác như thế nào, ngươi tìm chết. Hắc Hùng Tinh bước ra mỗi một bước đều vừa nhanh vừa mạnh, một cái khe thật nhanh lan tràn ra, đem Tiểu Thất dưới chân đại địa phân chia hai nửa. Trong giây lát đó, Hắc Hùng Tinh to lớn quả đấm cũng tới đến Tiểu Thất bên cạnh, cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ bạo đâm mà đi, khí lãng bung ra ra, trong sân nhất thời cắt phi thạch đi. Cuồng phong nổi lên bốn phía, xem náo nhiệt một đám yêu quái cũng là ngây ngẩn, lúc trước giới thiệu nhưng là nói Hắc Hùng Tinh là một cái đại yêu, nhưng mà giờ phút này chiếm thượng phong nhưng là người trẻ tuổi này loại tu sĩ, Tiểu Thất kiếm trong tay phải chỉ chống đỡ lấy Hắc Hùng Tinh quả đấm, tay trái thật nhanh vẽ ra một đạo phù chú. Bàn tay đánh một cái, phù chú khắc ở Hắc Hùng Tinh ngực, Tiểu Thất hét lớn một tiếng, thiên lôi chú quấn quanh ở mặt ngoài thân thể ngân quang để cho Hắc Hùng Tinh hơi biến sắc mặt. Trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, lại không có biết bao sợ hãi, đến hắn cấp bậc này, trừ phi là cửu thiên thần lôi, bình thường pháp thuật không thể đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Chỉ cần vận chuyển linh lực ngăn cản liền có thể, Hắc Hùng Tinh thấy Tiểu Thất lại lần nữa vẽ ra một đạo phù chú, vội vàng thu tay lại né tránh, trong tay hắn hôi mang lóe lên. Một cái búa đột nhiên nơi tay, Hắc Hùng Tinh tung người một cái, búa hướng Tiểu Thất mặt bổ xuống, Tiểu Thất đi lên thất tinh bộ nhanh chóng thối lui mà đi, chỉ nghe âm vang một tiếng. Một vệt màu tím kiếm hoa gào thét mà ra, đem Hắc Hùng Tinh đánh lui, Hắc Hùng Tinh lảo đảo lui về phía sau, búa chống đất. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới Tiểu Thất, Hắc Hùng Tinh ánh mắt trên Long Tuyền kiếm dừng lại phút chốc, thất kinh, thấy hắn phản ứng này. Chắc là nhận ra Long Tuyền kiếm tới, Tiểu Thất dừng bước, một mặt cười lạnh nhìn Hắc Hùng Tinh, móc ra một quả đồng tiền, nhấn tại Long Tuyền kiếm chui lỗ khảm chung. Trong miệng thần chú hạ xuống, Long Tuyền kiếm phong mang chợt lóe, Tiểu Thất một kiếm xuất ra, Hắc Hùng Tinh thất kinh, vội vàng né tránh, nhưng mà, hắn xem thường kiếm quang tốc độ. Hắn vừa định lên lui về phía sau, kiếm hoa đã lướt qua cánh tay hắn, Hắc Hùng Tinh kêu thảm một tiếng, chịu đựng đau đớn lui về phía sau, có thể Tiểu Thất hỏa lực mở hết tốc độ nhanh kinh người. Đi lên thất tinh bộ quỷ dị xuất hiện ở Hắc Hùng Tinh bên cạnh liền muốn một kiếm kết quả Hắc Hùng Tinh cũng là một cái đại yêu. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị Tiểu Thất làm thịt, hắn thoáng cái nhảy cỡ lên, điên cuồng giống giận, một cỗ cường đại yêu lực bộc phát ra. Hắc Hùng Tinh trực tiếp hiện ra nguyên hình. Nhìn trước mắt cơ hồ cao chính mình gấp đôi Hắc Hùng, Tiểu Thất mặt không sợ hãi, Hắc Hùng Tinh mở cái miệng rộng, tiếng giống giận tựa hồ là phải đem Tiểu Thất hai lỗ tai chấn điếc. Tiểu Thất một kiếm xuất ra, quát lên, nhìn ngươi ra có thể có nhiều dày, Hắc Hùng Tinh trực tiếp lấy tay bắt lại Long Tuyền kiếm, Tiểu Thất dùng sức kéo một cái. Sắc bén Long Tuyền kiếm phá vỡ hắn hùng trưởng, máu tươi tí tách nhỏ trên mặt đất hiện ra nguyên hình Hắc Hùng Tinh lực khí cùng tốc độ đều so với trước kia mau ra không ít, bất quá. Tiểu Thất vẫn không để vào mắt cái này Hắc Hùng Tinh tu là cũng liền cùng cái kia dùng hồn phách tu luyện lang yêu không sai biệt lắm, lang yêu có thể thu thập. Hắc Hùng Tinh tự nhiên không thành vấn đề, cũng không biết cái này bổn hùng, tại sao phải tìm chết, giống, Hắc Hùng Tinh mạnh mẽ vọt tới, hai cái to lớn hùng trưởng vỗ xuống. Tiểu Thất nâng kiếm ngăn cản, sau đó, hùng trưởng vậy mà quỷ dị dài ra, vỗ vào Tiểu Thất trên cánh tay, đau đớn kịch liệt để cho Tiểu Thất cánh tay thoáng cái mất đi khí lực. Long Tuyền kiếm cũng rơi trên mặt đất, Hắc Hùng Tinh thừa thắng truy kích trong sân bụi đất tung bay, Tiểu Thất tìm đúng một cái cơ hội, tung người nhảy lên, đi tới Hắc Hùng Tinh trên đầu. Xuất ra đả thần tiên quất vào Hắc Hùng Tinh trên đầu, đưa nó đầu mở gáo, máu tươi bão táp liền với mấy cái, Hắc Hùng Tinh ngã trên đất. Tiểu Thất một cước giẫm ở Hắc Hùng Tinh bị quất máu tươi bão táp không ngừng trên đầu, tuét miệng cười nói, đây chính là ngươi tự đưa tới cửa, vốn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ta thật rất yêu cầu nội đan cùng yêu linh, cho nên, ta tiễn ngươi chầu trời nhé, ngươi không thể giết ta. Tiểu Thất nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hắc Hùng Tinh, đạo.
ngươi nói ta tại sao không thể giết ngươi, bởi vì, đang khi nói chuyện, Hắc Hùng Tinh đột nhiên dùng sức giãy giụa, Tiểu Thất ánh mắt một nghiêm ngặt, cánh tay vung lên. Đả thần tiên mang theo một cỗ khí thế kinh người, trực tiếp đem Hắc Hùng Tinh đầu đánh nát bét, nhìn chạy đến yêu linh, trực tiếp xuất ra chiêu hồn túi thu lại, nhặt lên Long Tuyền kiếm. Đào ra Hắc Hùng Tinh nội đan, đem bốn cái hùng trưởng chặt xuống giả trang tốt, cho tới bây giờ chưa ăn qua hùng trưởng Tiểu Thất, lần này cũng có thể nếm thử một chút rồi. Tiểu Thất giết chết Hắc Hùng Tinh sau, xem náo nhiệt yêu đều là há to mồm, quả thực không thể tin được một cái tuổi còn trẻ tu sĩ, vậy mà, đem một cái đại yêu làm thịt rồi. Thật là đáng sợ tu sĩ, về sau đụng phải cũng phải cách khá xa xa, Tiểu Thất lười để ý những thứ này yêu nhìn chính mình ánh mắt, bất quá, lần này giết chết Hắc Hùng Tinh. Ngược lại có một tí dung cây dọa khỉ ý, ra kết giới, nữ yêu gấp vội vàng nghênh đón, cười tủm tỉm nói, chúc mừng tiểu ca thu hoạch nội đan một viên, Tiểu Thất cười nhạt. Có khỏe không, tiểu ca quả thật lợi hại, không biết tiểu ca là phái nào đệ tử, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, ngươi hỏi cái này làm gì, ta là phái nào rất trọng yếu sao, không phải. Nữ yêu có chút sợ hãi nói, ta chỉ là hiếu kỳ, Tiểu Thất chẳng biết tại sao nhìn nữ yêu liếc mắt, từ tốn nói, điểm thương kiếm phái.